chương 851, không thể lui. Hộ vệ mặt đen sau khi ra ngoài, trước hết tìm một vị lão đại phu rất có danh vọng, để hắn xem qua thuốc này. Kết quả lão đại phu cao mày, vuốt dâu, nhìn một lúc, uống một hai giọt rồi nôn một hồi, lại có thể bày ra bộ mặt như gặp quỷ. Đây là thuốc do vị thần y ấy sắc ra. Quả thực là tuyệt. Lại có thể có thể đem dược liệu phối hợp đến loại tình trạng này. Mặt đen hộ vệ ngẩn ra, thuốc này thực sự có tác dụng. Có tác dụng gì? Lão đại phu kích động nói, thuốc này ta cũng không biết có tác dụng gì, nhưng trình độ sắc thuốc thì ta bình sinh chưa thấy bao giờ. Ngươi xem, phối hợp hoàn mỹ, ta có kinh nghiệm nhiều năm như vậy nhưng vẫn không nếm ra trong đó có dược liệu gì. Hơn nữa long hổ đối hướng, thủy hòa đồng nguyên, nóng lạnh một thể, ẩn ẩn có cảm giác trắng dương. Lời này cũng là sự thất, lấy trình độ sắc thuốc của kiếm linh, thì cả cửu trọng thiên này đã không ai xá hát bằng. Nhưng lão đại phu còn chưa nói xong, hộ vệ mặt đen đã muốn đi không có bóng dáng, ai, ai, ngươi đừng đi oa. Quả nhiên là thần y, thật sự là thần dược. Mặt đen hộ vệ tận tâm tận lực đi tìm dược vật cho đợt trị liệu thứ hai, trong lòng tràn đầy hưng phấn, thiếu gia được cứu rồi. Hoàng gia được cứu rồi. Ngày thứ hai buổi chiều, hoàng công tử theo thường lệ bị đổ thuốc, nằm như tử thi thì đột nhiên có hai người đi vào. Sở đằng hổ, sở đằng dao. Đại ca có ở đây không? Hai người mang vẻ mặt tươi cười. Chuyện gì? Hoàng Hà Liễu hữu khí vô lực, nhướng mắt lên hỏi. Ngươi là ai? Sở Đằng Hồ ngẩn ra, như thế nào nơi này đột nhiên xuất hiện người này? Nhìn giống như quỷ bệnh lao, sắp chết tới nơi rồi. Ngươi quản ta là ai? Hoàng Hà Liễu nôn một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng tà hỏa hừng hực. Các ngươi sao lại đến đây? Đúng vào lúc này, Sở Dương từ bên trong đi ra. Đại ca, từ lúc huynh trở về đã khá lâu rồi, huynh đệ chúng ta đến đây mời đại ca tụ họp. Sở Đằng Hổ nói, ô, Sở Dương nghiêng đầu, đánh giá hai tên này. Thầm nghĩ bọn hắn đang có chú ý gì, Sở Đằng giao nhiệt tình nói, "Đại ca, chúng ta đã đặt tiệc rượu ở Lăng Vân Các, hân hạnh mời đại ca tới." Hắn cười ha ha, lại thở dài, tình chân ý thiết nói, "Đại ca, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta thủy chung là huynh đệ, máu mủ tình thâm." Thần sắc có chút hương vị muốn nói lại thôi. Sở Dương hiểu được, ha ha cười, "Ý ngươi là mời ta ăn cơm?" Đằng Hổ khẩn thiết nói, Xin đại ca cho huynh đệ chúng ta một cơ hội." Sở Dương thần sắc phức tạp, hắn trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nói, "Tốt, ta đi." Sở Đằng Hổ mừng rỡ, nói, "Như vậy, hai người bọn đệ lát nữa đợi ở Lăng Vân Các, xin đợi đại giá của đại ca." Hai người rời đi. "Ngươi như thế nào có thể đáp ứng?" Hoàng Hà Liễu đang nằm ngay đơ, thấy Sở Đằng Hổ hai người vừa đi, liền nhảy dựng lên, vội vàng nói, "Ngươi điên rồi." "Ừm." Sở Dương quay đầu nhìn hắn hai cái huynh đệ này rõ ràng không có hảo ý với ngươi. Hoàng Hà Liễu hấp tấp nói, cái chán cũng muốn đầy mồ hôi. Ta biết. Sở Dương lẳng lặng nói. Biết ngươi còn đi. Hoàng Hà Liễu ngạc nhiên. Ngươi quan tâm ta như vậy. Sở Dương tự cười mà không cười nhìn hắn. Hoàng Hà Liễu nhất thời sửng sốt, lập tức nghiêng đầu, phẫn nộ phun ra một ngụm nước miếng, nói, ta quan tâm ngươi cái rắm. Ta là sợ ngươi chết, không có ai xem bệnh cho ta. Sở Dương cười ha ha, có một câu vẫn không có nói ra, không chỉ có bọn hắn không có ý tốt, bản thân ta cũng chưa từng có. Chẳng qua mọi việc, luôn luôn có cái bắt đầu. Đang nói chuyện, lại là có ba người cùng nhau đến, vội vàng đi vào đại môn hồi xuân đường. "Đại ca, đại ca ngươi có ở đây không?" Người đến là con thứ ba của Sở Phi Long, Sở Đằng Vân 15 tuổi, cùng với hai người con của Tam thúc Sở Phi Hàn, Sở Đằng Tiêu 17 tuổi, Sở Đằng Không 13 tuổi. Ba cái thiếu niên đều là trẻ con chưa lớn vội vã mà đến, trên đầu trên mặt vẫn còn mồ hôi nóng hổi. chuyện gì? ba người các ngươi như thế nào đến đây? Sở Dương buồn bực nói, chẳng lẽ hôm nay Sở gia huynh đệ đều muốn tụ họp sao? Ba thiếu niên hai mặt nhìn nhau, tựa như ai cũng không muốn nói trước, đều đang thúc giục đối phương. Rốt cuộc Sở Đẳng Vân mở miệng, đại ca, ngài trở về cũng đã lâu, huynh đệ chúng ta vẫn không có ngồi ở cùng nhau, như vậy đi, hôm nay ba người chúng ta đặt bàn ở Tử Khí Cát, mời đại ca tới chúng ta say sưa một bữa hai người còn lại liên tục gật đầu. Sở Dương sững sốt, đây là có chuyện gì? Trước sau không lâu liền xuất hiện hai nhóm tới mời khách, một cái mời Lăng Vân Các, một cái mời Tử Khí Các. Lăng Vân Các ở phương Bắc Ngũ Tân trấn, chính là đại tửu lâu số 1, mà Tử Khí Các ở phía Nam Ngũ Tân trấn, so với Lăng Vân Các cũng không kém bao nhiêu. Một nam một bắc, cách hơn 10 dặm đường. Sở Dương ánh mắt biến ảo, rốt cuộc nói, vừa rồi đằng hổ cùng đằng giao tới, mời ta đi, ta đã đáp ứng rồi, nếu không chúng ta để sau đi." Ba người sắc mặt đại biến, Sở Đẳng Vân thốt ra, "Lăng Vân Các, đại ca ngài không thể đi." Lập tức sắc mặt trắng nhợt, gắt gao đóng chặt miệng. Sở Dương thân hình chấn động, ánh mắt thâm thúy phức tạp nhìn Sở Đẳng Vân, chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt huyết cuồn cuộn lên. Huynh đệ bốn người đồng thời trầm mặc. Hoàng Hà Liễu nhìn bên này, nhìn bên kia, rốt cuộc thở dài, nói thầm, "Mấy huynh đệ này, thật đúng là phức tạp, làm cho bản công tử đau đầu." rón ra rón rén trốn đi, đem không gian nơi này để lại cho mấy huynh đệ sở dương. Gặp sở dương Thủy Trung không nói lời nào, sở đằng vân sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, rốt cuộc thấp giọng nói, đại ca. Sở đằng tiêu sở đằng không đồng thời tiền một bước, thấp giọng nói, đại ca, bọn họ muốn bất lợi đối với ngươi. Đây là đằng vân nghe lén được. Sở dương khuôn mặt có rút một chút, giọng nói khàn khàn, vì cái gì? Hắn nhìn sở đằng vân, thanh âm khàn khàn, thậm chí có chút mâu thuẫn đau đớn, hắn tuy rằng không nói rõ, nhưng ba huynh đệ đều biết, sở dương hỏi, cũng không phải hỏi vì sao sở đằng hổ cùng sở đằng giao muốn hại mình. Mà là sở đằng vân, vì sao phải đến nói cho mình. Sở đằng vân có chút non nớt mặt một mảng trắng bệch, môi run run một chút, cúi đầu, lập tức lại mạnh mẽ ngẩng lên. Ta, ta, ca ca là huynh đệ, ngươi ngươi, cũng là huynh đệ. Ta ta, ta không hy vọng gia tộc ngã xuống, cũng không hy vọng, cũng không hy vọng. Bất kỳ ai trong các ngươi gặp chuyện không may, chúng ta là chúng ta là một một nhà a à. sở dương gắt gao đóng chặt miệng ở thời điểm sở đằng vân nói một câu này hắn chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên hung hăng quặn đau một trận sở đằng vân bước lên một bước ngẩng mặt có chút cầu xin nhìn sở dương trên mặt thiếu niên có kinh hoàng có hổ thẹn có khẩn cầu đại ca ngài ngài lui một bước được không ngài lui một bước được không sở dương trong lòng chấn động thật lâu sau sở dương chua sót nói ta cũng muốn lui nhưng ta muốn thì cũng không được, từ khi ta về đến gia tộc, ta cũng không có đường lui nữa. Nếu lùi một bước, thứ chờ ta chính là sinh tử u minh. Ba thiếu niên đối diện, sắc mặt đồng thời ảm đạm, cắn môi cúi đầu. Làm sở gia đệ tử, bọn họ đối với một câu này của Sở Dương có thể nói là cảm khái rất nhiều. Từ khi đại ca về đến gia tộc, chưa từng yêu cầu cái gì. Trong mắt chúng nhân, đại ca vẫn chiếm hết tiện nghi. Nhưng, duy chỉ có bọn họ biết tất cả cái này đều là đại ca bất đắc dĩ phản kích mà thôi thậm chí hắn căn bản không có chủ động ra tay đã bị cuốn vào trong tranh đấu lôi đình bảo vũ mỗi một lần đều là phản kích nhưng sở phi long một lần lại một lần một lần lại một lần thi triển thủ đoạn bây giờ lại có thể xuất động hai nhi tử của mình đến mời sở dương dự tiệc đối phó hắn huynh đệ bốn người yên lặng không ai nói câu nào sở đằng vân hô hấp càng ngày càng rồn rập trong ngực như bị nghẹn ứ càng ngày càng ồ ồ, nghe như kéo ống bể, hắn dãy ruộng cúi đầu nói, đại ca, ta nghe nói nơi đó, là dạ ra dạ vô ba, dạ thập tam. Thân hình sở dương chấn động, sở đẳng vân cúi đầu, gian nan nói, đại ca, ta biết cha ta cùng hai ca ca ta có lỗi với ngươi, nhưng, nếu là ngươi, nếu là ngươi, có thể buông tha bọn họ không? Nói xong câu này, hai giọt nước mắt bốc bốc rơi xuống, đột nhiên xoay người, bước nhanh ra ngoài. Ngay cả sở dương cùng sở đẳng tiêu, sở đằng không gọi lại cũng không để ý tới, một đường vùi đầu sông ra ngoài. Đại ca, ta đi xem hắn, đằng vân hắn cảm xúc kích động. Sở đằng tiêu muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn nói một câu, đại ca ngư. Cân nhắc, bảo trọng. Nói xong, liền kéo sở đằng không sông ra ngoài. Bọn họ ba người đi rất nhanh. Mãi cho đến khi ba thân ảnh tiêu thất, thân mình sở dương vẫn còn bất động. Thần sắc phức tạp. Thật lâu sau, sở dương mới chua sót, cười cười, đối mặt với một mảng hư vô, lẩm bẩm nói, huynh đệ, ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu, ta không thể lui, phụ thân ngươi cũng không thể lui. Hai ca ca của ngươi vốn có trăm ngàn con đường, nhưng Cố Tình lựa chọn một cái tuyệt lộ, nhưng ngươi lại làm cho ta rất khó xử a." À. Hắn chua xót cười, trong lòng cũng đã đem chuyện này suy tính rõ ràng. Sở Phi Long cùng hai con thương lượng, để cho bọn hắn lợi dụng thân phân huynh đệ lừa Sở Dương ra ngoài, để dạ ra giết chết hắn chuyện này lại bị lão tam sở đẳng vân nghe trộm được thiếu niên nhiệt huyết này vì thế mới muốn chạy tới đây mời mình đi trước để mình né qua một kiếp này nhưng không biết nguyên nhân gì mà không dám nói rõ bởi vậy mới có một màn như thế thiếu niên tâm tỉnh thiện lương hắn biết phụ thân cùng đại ca hắn đã trở thành thủy hỏa bất dung sinh tử đối địch không thể cùng tồn tại ta không hy vọng một người trong các ngươi gặp chuyện không may bởi vì chúng ta là một nhà a xem tại chu yên phun về những lời này Sở Dương không biết nghe qua bao nhiêu lần, thậm chí chính mình cũng nói qua vài lần. Nhưng hôm nay nghe được từ trong miệng thiếu niên Lương Thiện này, hắn lại có xúc động thật sâu. Đáng tiếc ta không thể lui a. À. Sở Dương chậm rãi lắc đầu, thần sắc một mảng thẫn thờ, không thể lui. Chương 852 Tổng chấp pháp Giá Lâm đang suy nghĩ, đột nhiên ở cửa lại có bóng người chợt lóe, Sa Tâm lượng đầu chọc phát ra ánh sáng vội vã tiến vào, vừa thấy Sở Dương liền mừng rỡ sở thần y quả nhiên ở trong này vì che tai mắt người khác xa tâm lượng ở bên ngoài luôn xưng hô sở dương là sở thần y sở dương cả kinh nói chấp pháp giả đại nhân hôm nay sao lại tới đây xa tâm lượng chớp mắt nói ta nơi nào có một vị khách nhân quan trọng đột nhiên phát bệnh xin thần y rời bước đến xem có được không sở dương nhất thời ngầm hiểu có thể làm cho xa tâm lượng tự mình đến chỉ sợ là vị tổng chấp pháp đại nhân kia đến đây lương y như từ mẫu cứu người như cứu hòa sở dương sạch sẽ lưu loát nói ta lập tức đi với ngươi lập tức phân phó hoàng hà liễu trông cửa đi theo xa tâm lượng ta cõng ngươi xa tâm lượng hiển nhiên một khắc cũng không muốn chậm trễ tốt tiểu huynh đệ tổng chấp pháp đại nhân tới xa tâm lượng một bên cõng sở dương chạy như bay một bên hưng phấn đè thắp thanh âm ừm ta cũng đoán được sở dương bằng chân như vậy ta đem sự tình nói cho tổng chấp pháp đại nhân tổng chấp pháp đại nhân đối với chuyện này tỏ vẻ hoài nghi hơn nữa, con của mắng ta một hồi, nói ta không nên châm ngòi hoài nghi chấp pháp giả dược sư." Sa Tâm Lượng nói. "Hả?" Sở Dương nghi vấn. "Cho nên lần này tiểu huynh đệ đến, tổng chấp pháp đại nhân rất có khả năng chỉ trích tiểu huynh đệ, đến lúc đó, còn thình tiểu huynh đệ bao dung." Sa Tâm Lượng lo lắng nói. "Ta hiểu." Sở Dương thâm trầm cười. "Vậy, thương thế trên người tổng chấp pháp đại nhân, tiểu huynh đệ có nắm chắc không?" Sa Tâm Lượng lo lắng hỏi. Sở Dương hít sâu một hơi, nói: "Nếu Đồng Vô Tâm là gian tế, tất nhiên sẽ xuống tay với tổng chấp pháp, chỉ cần hắn hạ thủ, ta có thể điều tra ra. Nhưng mà, nếu Đồng Vô Tâm là vô tội, chúng ta đã đổ oan hắn thì không có biện pháp." Sa Tâm Lượng thân hình bay nhanh đột nhiên lập tức ngừng lại, "Cái loại khả năng này có lớn không?" Sở Dương trầm mặc, "Vậy tiểu huynh đệ ngươi đi chuyến này, chẳng phải là cực kỳ nguy hiểm?" Sa Tâm Lượng nôn nóng hẳn lên, "Nếu không, ta lập tức đưa tiểu huynh đệ rời đi." Sở dương nở nụ cười, vì xa tâm lượng giờ khắc này thật tình không chút nào che giấu, trong lòng cảm thấy an ủi, không có việc gì, tổng chấp pháp đại nhân cho dù muốn giết ta, cũng sẽ không dùng lý do như vậy. Hơn nữa, nếu là chúng ta hoài nghi sai lầm, thì cùng lắm là nhận trừng phạt, chuyện nào có đáng gì, mà dựa theo chúng ta phỏng đoán, đồng vô tâm chính là nội gián, chuyện này nắm chắc 10 phần. Xa tâm lượng rốt cuộc yên tâm, nói, tiểu huynh để yên tâm, nếu thật sự là chúng ta sai lầm, tổng chấp pháp đại nhân tức giận lão ca ca liều mạng này cũng phải đem tiểu huynh đệ bảo trụ. Ừm, khi nói chuyện, đã tới chấp pháp đường. Sa tâm lượng đem sở dương thả xuống, sau đó hai người sóng vai, hướng bên trong đi vào. Tần bảo thiện sớm ra đón, nói, các ngươi đã tới, tổng chấp pháp đại nhân vừa rồi lại hướng ta phát hỏa một chút. Nói xong, lo lắng nhìn sở dương, tiểu huynh đệ, có nắm chắc không? Ta xem tổng chấp pháp đại nhân cực kỳ bảo vệ đồng vô tâm, nếu là... Thì sớm bứt ra cũng tốt. Hắn nói lời này rất nhanh, lại rất nhỏ. Sở Dương nháy mắt mấy cái, cười nói, sự tình vẫn sẽ xảy ra, vẫn phải đối mặt. Có vài thứ không thể trốn tránh được. Không phải sao? Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện sắc mặt ngưng trọng. Trong chấp pháp đường, bên trong sảnh nhỏ, ba người một bước đi vào, liền cảm thấy trước mắt tối sầm, tựa như đột nhiên từ ban ngày biến thành đêm tối. Sở Dương đầu tiên nhìn thấy được một người, bên trong sảnh nhỏ này cũng chỉ có một người này, tựa như hắn tồn tại che đậy hết ánh mặt trời làm cho buổi chiều biến thành đêm tối người này thân mặc hắc y áo choàng màu đen đang lẳng lặng đưa lưng về phía cửa chắp tay đứng hơi hơi ngẩng đầu nhìn lên tường hắn một đầu tóc đen chỉ có ở phía sau đầu mới có một phần tóc bạc người này thân cao tám thước thân hình thẳng thắn tuy là đưa lưng về phía mọi người nhưng chỉ xem bóng dáng cũng tự nhiên cảm thấy một loại khí độ uyên đình nhạc trì giống như một tòa núi non trùng điệp nguy nga cao ngất, lẳng lặng đứng sừng sững. Cẩm tú đông nam tiệt hồng lưu, hạo đáng cửu trọng bằng vận trù, phiên phúc kiền khôn nhất vạn tái, thôn thổ thiên địa hóa xuân thu. Người áo đen này khoanh tay nhẹ nhàng đọc ra nội dung trên tường, thản nhiên nói, xa tâm lượng, người có biết nội dung những chữ này không? Hắn tuy rằng đưa lưng về ba người, nhưng mở miệng ra, lại vẫn có một cỗ khí thế đập vào mặt, giống như một ngọn núi nhô lên cao áp chế. Sa tâm lượng thật cẩn thận mở miệng nói, thuộc hạ nhớ mang máng, chính là năm đó Pháp Tôn Đại Nhân tuần tra Đông Nam, ở con sông lớn nhất Đông Nam gặp được nước lũ, làm cho nhiều nơi ở khắp Đông Nam gặp phải tai họa. Pháp Tôn Đại Nhân khi đó thi triển thủ đoạn thông thiên, ngang trời chặn đứng nước lũ, từ phía khuân vác Đại Sơn, làm ra hồ nước lớn nhất cửu trùng thiên. Đó là thiên tôn hồ, làm cho nước lũ tứ phương rót vào trong hồ. Pháp Tôn Đại Nhân sau đó, lấy thần công thông thiên, một quyền đà thông ra thông đạo, làm cho nước dư thừa tiến ra biển, cứ vất thương sinh toàn Đông Nam chính là thiên hạ đệ nhất công đức. Sau đó, Pháp Tôn Đại Nhân liền viết ra bài thơ này. Về sau Đông Nam chấp pháp đường chúng ta đều ghi khắc bài thơ này, tỏ lòng kính trọng vô hạn đối với Pháp Tôn Đại Nhân. Sa tâm lượng nơm nớp lo sợ nói xong, Sở Dương trong lòng cũng khiếp sợ đến chết lặng. Nước lũ mưa to tàn sát bửa bãi Đông Nam, Pháp Tôn một tay khuân vác Đại Sơn làm thành hồ nước, một quyền đả thông thông đạo dẫn ra biển. Cái này, đây là cái gì tu vi? cho dù là thần thoại, cũng không có biến thái như vậy đi. Người áo đen mùi mùi thở dài, nói, không tệ, Pháp tôn đại nhân 300 năm trước tuần tra Đông Nam, liền làm ra sự tích truyền thuyết này. Cũng cho uy danh chấp Pháp giả, chúng ta ở toàn bộ thiên hạ càng thêm như mặt trời ban trưa. Nhưng đây, cũng chỉ là lực lượng một mình Pháp tôn đại nhân, mà là vô số chấp Pháp giả, thiên tân vạn khổ sáng tạo ra cơ nghiệp. Vâng, xa tâm lượng tôn kính nói. Cho nên, ba chữ chấp Pháp giả này, đại biểu cái gì? cũng không cần ta nhiều lời đi người áo đen thản nhiên nói nhưng đây lớn ngàn dặm vỡ do tổ kiến nếu bên trong chấp pháp giả hoài nghi lẫn nhau như vậy pháp tôn đại nhân năm đó khổ tâm tạo nghệ cái thế công tích cũng trở thành thứ có giá trị nhất thời vâng tần bảo thiện cùng xa tâm lượng hai người mồ hôi ướt đẫn biết tổng chấp pháp đại nhân đang dạy dỗ hai người tiểu từ phía sau kia chính là cái gọi là sở thần y sở dương đi tổng chấp pháp đại nhân thản nhiên hỏi đúng là tiểu tử Sở Dương nói. Ha ha, tuổi còn nhỏ, cũng dám nói rằng thần y. Càng dám đối với Đông Nam chấp pháp ta khoa tay múa chân, châm ngòi ly gián, người đáng bị tội gì? Tổng chấp pháp đại nhân. Ngữ khí thực đạm mạc, nhưng vô luận là Sở Dương hay là Sa Tâm Lượng, Tần Bảo Thiện, đều nghe ra nguy cơ cùng áp lực trong đó. Một cỗ sát khí thản nhiên, ở bên trong lẳng lặng lan tràn. Thực hiển nhiên, Tổng chấp pháp đại nhân đối với vị thần y mạc danh kỳ diệu xuất hiện, châm ngòi ly gián đã muốn động sát khí. Tội, tiểu tử cảm thấy mình không có tội, mà còn có công trong người. Sở Dương lẳng lặng nói. Có công trong người. Công ở nơi nào? Tổng chấp pháp lạnh lùng nói. Có tội trong người, có chứng cứ rõ ràng. Sở Dương một bước cũng không nhường. Tổng chấp pháp đại nhân trầm mặc, toàn bộ không gian khí tức, cũng tựa như hoàn toàn động lại ở giờ khắc hắn trầm mặc. Bổn tọa nói chuyện, chính là chứng cứ rõ ràng. Tổng chấp pháp thanh âm càng ngày càng lạnh lẽo. Bản thân y một đôi mắt, cũng là chứng cứ rõ ràng. Sở Dương cười lạnh một tiếng, nói một câu cuồng vọng, đôi mắt, bàn tay của bản thần y, phóng nhãn cửu trùng thiên, độc nhất vô nhị. Cuồng vọng. Tổng chấp pháp nhẹ nhàng hừ một tiếng, cho bổn tọa nhìn xem bản sự của ngươi. Những lời này hàm nghĩa, rõ ràng. Nhưng tần bảo thiện cùng xa tâm lượng đồng thời trong lòng buồn chồn, âm thầm kêu khổ. Ngươi quay lưng lại, chỉ nhìn thấy mỗi một cái ót, người khác như thế nào cho ngươi nhìn thấy bản sự. Sở dương trầm mặc xuống dưới, từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn bóng dáng hắc y này, nhẹ giọng nói tổng chấp pháp đại nhân quả nhiên là danh bất hư truyền danh bất hư truyền tổng chấp pháp một tiếng cười khẽ ngươi từ nơi nào nhìn ra ta danh bất hư truyền sở dương thản nhiên nói đại nhân một thân tu vi siêu phẩm nhập thánh tuổi như thế mà vẫn còn là tóc đen chỉ có cái gáy có một chỗ bạc làm cho vãn bối khâm phục không thôi hắn những lời này nói ra ngay cả xa tâm lượng cùng tần bảo thiện đều nhận thấy được thân mình tổng chấp pháp đại nhân bỗng nhiên cứng đờ hai người không khỏi khẩn trương một trận Hắc bào chợt lóe, giống như toàn bộ thiên địa từ đêm tối biến thành giữa ban ngày. Tổng chấp pháp đại nhân rốt cuộc xoay người lại, hắn xoay người một cái, làm cho người ta có cảm giác hắc bạch lưỡng trọng thiên, khuôn mặt hắn thon gầy, hai mắt giống như chim ưng, cả người mang theo khí tức người sống chớ vào, có thể cảm giác một cỗ khí thế vô tình từ trên mặt hắn. Mày rậm, khuôn mặt ngay ngắn, một đầu tóc đen trải ở trên đầu, khăn trùm đầu cũng là màu đen giờ phút này ánh mắt của hắn đang gặt gao dán lên mặt sở dương sở dương chỉ cảm thấy gương mặt mình như bị cương châm đâm vào từng đợt đau đớn thánh cấp cao thủ đây là uy thế thánh cấp cao thủ hơn nữa tuyệt đối không phải đê dài thánh cấp đối mặt cao thủ như thế sở dương lại rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi bởi vì ngươi rốt cuộc xoay người lại làm cho ta nhìn thấy mặt ngươi tất cả bệnh hoạn của con người đều có thể một hai nhìn ra từ trên mặt tổng chấp pháp nhìn sở dương đồng thời sở dương cũng không chút nào né tránh nhìn hắn còn không tổng chấp pháp đại nhân lẳng lặng hỏi tổng chấp pháp đại nhân chán no đủ thường gọi là thiên đình bão mãn địa các phương viên là tướng trường thọ bất quá sở dương mắt không nhấp nháy nhìn hắn nói tuy rằng tổng chấp pháp đại nhân sắc mặt hồng nhuận nhưng ở sát mép tóc đã có một chút ám sắc nếu là ta đoán đúng tổng chấp pháp đại nhân cách một đoạn thời gian tất nhiên sẽ đau đầu một lần Sở Dương nhẹ giọng nói, tuy rằng cũng không chí mạng, hoàn toàn có thể chống đỡ đi qua. Sau đó trong thời gian khá lâu sẽ không tái phát, bất quá cái loại tư vị này chắc hẳn cũng không chịu nổi, hơn nữa lấy thánh cấp công lực của tổng chấp pháp đại nhân cũng vô pháp áp chế. Sở Dương vẫn như cũ nhìn kỹ, nói, "Không, không phải không thể áp chế, mà là căn bản không thể áp chế. Bởi vì một khi áp chế, thương thế sẽ lan tràn, nguy hiểm cho đầu óc." Tổng chấp pháp đại nhân từ chối cho ý kiến. Ánh mắt giống như hồ sâu nước lạnh, vẫn không nhúc nhích, thản nhiên nói, "Còn không?" Chương 853, một cách không ngờ. "Còn." Sở Dương khẳng định, "Hơn nữa, còn nhiều lắm." Tổng chấp pháp đại nhân thản nhiên nói, tiếp tục nói. Sở Dương ha ha cười, "Vậy ta sẽ nói một số dấu hiệu nữa." Tổng chấp pháp đại nhân sắc mặt có chút đen, thoạt nhìn giống như màu da bình thường, bất quá, xin hỏi tổng chấp pháp đại nhân, hơn 10 năm phía trước, sắc mặt ngài cũng không phải là như vậy đi? ánh mắt tổng chấp pháp nhìn sở dương vẫn lợi hại như trước, nhưng không có nói chuyện. Thông thường, trong quá trình tu luyện của võ giả, có mấy lần tẩy cân phạt tủy. Sau khi đạt tới thánh cấp, có thể bảo trì dung nhan không lão, là vì tạp chất trong cơ thể đã không còn tồn tại. Một hơi quán thông thiên địa chi kiều. Nếu nguyện ý thì thậm chí có thể bảo trì dung nhan 3-40 tuổi, cho đến khi sinh mệnh kết thúc. Thậm chí sau thánh cấp, cải tạo của trí tôn có thể phản lão hoàn đồng. Sở Dương mỉm cười, đương nhiên, cái này cũng là tự nguyện. Bình thường những người vượt qua thánh cấp cũng không có nhiều yêu cầu với dung mạo. Nhưng sắc mặt của Tổng chấp Pháp Đại Nhân cũng không phải bình thường. Mà hẳn là sau khi thánh cấp tẩy cân phạt tủy, biến thành trắng noãn. Thẳng đến khi bị một loại thương thế ảnh hưởng, mới trở thành màu đen. Sở Dương chậm rãi mà nói, mà loại thương bệnh này, tuy biểu hiện ra ngoài chỉ là làm đổi màu sắc mặt. Nhưng kinh mạch trong cơ thể tổng chấp pháp giả đại nhân chắc chắn có chỗ bị bế tắc. Tổng chấp pháp bất động, Ánh mắt bất động, bình tĩnh nhìn hắn, nhưng sát khí trong không khí đã tiêu tán vô tung vô ảnh, chỉ có một cỗ áp lực vẫn còn tồn tại. Sở Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ cửa thứ nhất rốt cuộc độ đi qua, nhưng cửa thứ hai cũng là thực khảo chứng chân thật trình độ. Quả nhiên, tổng chấp pháp đại nhân nặng nề nói, quả nhiên là có bản sự, bằng ánh mắt này của ngươi, tuy nói độc bộ cửu trùng thiên còn có điểm quá mức, nhưng đã có thể gọi bằng hai chữ thần y. Bất quá, bao nhiêu đó còn chưa đủ ta biết điểm bản sự này đối với tổng chấp pháp đại nhân còn chưa đủ. Nhưng đối với ta mà nói, sống yên cửu trùng thiên, hoặc là kiếm cơm ăn ở bình Sa lĩnh, thậm chí toàn bộ Đông Nam thì đã đủ. Sở Dương cười nhẹ. Tổng chấp pháp đại nhân chớp mắt, nói, nhưng vẫn còn chưa đủ. Sở Dương nho nhã cười, nói, nếu không đủ, thì xin tổng chấp pháp đại nhân vươn tay, để ta vì tổng chấp pháp đại nhân bắt mạch. Tổng chấp pháp đại nhân nhìn hắn một lúc lâu, nặng nề nói, ngươi cũng biết, hậu quả khi bắt mạch, Sở Dương ngang nhiên nói, nếu tổng chấp pháp đại nhân không đi lên liền chụp mũ để giết ta, thì ta cũng không có hứng thú bắt mạch cho đại nhân. Tổng chấp pháp ánh mắt ngưng lại, ồ. Sở Dương cười, nói, chấp pháp giả tất nhiên là chúa tể cửu trùng thiên, quản những chuyện bất bình của nhân gian. Bất quá, tại hạ có bản lĩnh phòng thân, đủ để tự mình tồn tại. Mọi chuyện với ta hoàn toàn không có quan hệ. Hắn cười hắc hắc, nhưng tội danh ly gián chấp pháp giả, ta cũng không đảm đương nổi cho nên cũng chỉ đành không trôi bắt chó đi cày đem tội danh này làm sáng tỏ về phần chân tướng sự thật tại hạ không dám vọng ngôn tổng chấp pháp đại nhân trong mắt khẽ cười nói ồ ý ngươi là sở dương dứt khoát nói chỉ cần y thuật của ta được công nhận thì đừng nói là chấp pháp giả các ngươi có mâu thuẫn ngay cả toàn bộ chết sạch đi nữa có quan hệ gì với ta sao nghe một câu khó nghe tới cực điểm như thế tổng chấp pháp lại có thể ngẩn ra tiếp theo lại cười ha ha tiếng cười bất thình lình, đem xa tâm lượng cùng tần bảo thiện đang lo lắng cho sở dương dọa cho nhảy dựng lên, lông tóc gần như dựng ngược. Tổng chấp pháp đại nhân thản nhiên cất bước, đi tới trước mặt sở dương, nói, đi theo ta. Ba người đi theo phía sau hắn, đi vào sau sảnh nhỏ. Tổng chấp pháp mỉm cười, nói, ngồi, đều ngồi đi. Tâm lượng, ngươi đi pha trà. Cười một cái như trời quang mây tạnh. Xa tâm lượng cùng tần bảo thiện nhất thời mừng rỡ. Nhưng sở dương biết, nguy cơ của mình vẫn còn chưa vượt qua. Thái độ biểu hiện ra ngoài của tổng chấp pháp hiện tại, tuy rằng thân thiết, nhưng chuyển đổi bất ngờ, vẫn cực kỳ mờ ám. Nhưng trong lòng hắn cũng có chỗ dựa vào, đó chính là mấy câu nói mà Sở Dương đã từng nghe Sa Tâm lượng nói qua. 12 năm trước, tổng chấp pháp đại nhân đuổi bắt một vị đạo tặc tu vi thánh cấp, trải qua nhiều lần gian khổ, tuy rằng cuối cùng thành công đánh chết đạo tặc, nhưng chính mình cũng thương tích đầy mình, suýt nữa đi đời nhà ma. Chuyện này nghe qua có vẻ không to tát gì, thánh cấp cao thủ, khả năng khôi phục rất mạnh thương thế thông thường, chỉ cần vài ngày là tốt rồi. Cho dù là thương cân động cốt thì cũng không ảnh hưởng toàn cục. Có thể bị thương tích đầy mình suýt nữa đi đời nhà ma. Thì có là tu vi thánh cấp cũng không thể tạo nên thương thế như vậy. Một khi đã nghiêm trọng như vậy thì phải là thương thế đụng tới gốc rễ. Nếu đã vậy thì sao có thể không có hậu hoạn, càng là người khó bị thương, thì khi gặp phải thương thế không thể tự điều trị sẽ càng nghiêm trọng hơn. Không bao lâu, xa tâm lượng pha trà đem lên, một người một ly, hương trà lượn lờ dâng lên, nhất thời có vẻ hài hòa hẳn lên. Tổng chấp pháp đại nhân một tay nâng chung trà lên, trên mặt có vẻ nhu hòa lên, nói, sở thần y, thỉnh. Sở dương nói, đại nhân không cần khách khí. Cũng bưng lên một ly. Tổng chấp pháp có chút cảm khái ngửi ngửi một chút, nói, trà ngon. Uống một ngụ, nói, sở thần y chắc còn không biết tên của ta, ta gọi là hàn tiêu nhiên. Tên này có chút mềm yếu, cho nên ta sẽ không dễ dàng nhắc tới. Nhưng cũng tuyệt đối không thay đổi, bởi vì đây là tên mà năm đó mẫu thân đặt cho ta. Trước mặt hắn hơi nước bốc lên, tựa như có chút mơ hồ. Sở Dương nhẹ giọng nói, mẫu thân đại nhân, chắc hẳn là một thế hệ tài nữ. Tổng chấp pháp Hàn Tiêu Nhiên có chút hoài niệm, thở ra một hơi, buồn bã nói, ân phụ mẫu như trời cao đất rộng. Gia mẫu đã rời khỏi ta. Hơn 1.300 năm, mỗi lần viết tên mình lên giấy, là nhớ tới năm đó mẫu thân nắm tay ta, dạy ta viết tên. Trong lòng đột nhiên mềm yếu, cho nên ta nhiều năm chấp pháp, tuy rằng thiết công vô tư. Nhưng đối với một số người vì tận hiếu với phụ mẫu mà phạm tội, thì cũng luôn nương tay. Luật pháp vô tình, nhưng... Người, hữu tình. Hàn tiêu nhiên bùi ngùi thở dài, ai không có phụ mẫu vợ con. Chấp pháp giả chúng ta không sợ nợ máu trồng chất, nhưng lương tâm thì nhất định phải đường hoàng. Nếu có một ngày hồn về cửu trùng thiên, thì cũng không phải thẹn với thế gian. Hắn nói xong, ánh mắt như vô tình nhìn xa tâm lượng hiển nhiên, trong những lời này có ý cảnh báo. Sở Dương trong lòng có chút kính trọng. Những lời của Hàn Tiêu Nhiên, Sở Dương có thể nhận ra chúng đều phát ra từ đáy lòng. Khó trách tại Đông Nam, uy tín hắn cao như thế. Lương tâm nhất định phải chính trực. Nếu có một ngày hồn về cửu trùng thiên, thì cũng không phải thẹn với thế gian. Những lời này cũng là lời trong lòng Sở Dương. Sát tâm lượng sợ hãi chấn động, đứng dậy trang nghiêm, nói, tì chức nhất định ghi nhớ lời dạy bảo của Tổng chấp Pháp Đại Nhân. Hàn tiêu nhiên thản nhiên gật đầu, bàn tay ép xuống, ý bảo hắn ngồi xuống, có chút buồn bã nói, chỉ tiếc, chấp pháp giả mấy ngàn năm, thanh thế càng ngày càng lớn, nhưng hiện tại, có thể nghe theo lương tâm làm việc, lại có mấy người. Phóng mắt khắp thiên hạ, chỉ toàn một mảng trướng khí mù mịt. Hắn thở dài một tiếng thật sâu, nói, bổn tọa chấp trưởng Đông Nam, cũng chỉ có thể tận tâm tận lực xây dựng Đông Nam. Về những cái khác thì, ha ha, hắn cười cười, nói, đề tài có chút xa xôi, ừm. Đồng Vô Tâm, năm đó là Thạch gia Tam gia Thạch Phá Thiên đề cử cho ta. Đồng Vô Tâm thổi nhỏ mất phụ, mẹ hắn đưa hắn dưỡng dục thành người, mà bản thân hắn, tuy rằng không hề nhân từ, cũng từng có ác danh độc tâm thủ, nhưng hắn đối với mẫu thân là tận tâm hết sức, hiếu thuận tột đỉnh. Bổn tọa là vì hiếu tâm của hắn, hơn nữa cũng có y thuật cao cường, mới đưa hắn vào Đông Nam. Ánh mắt hắn lẳng lặng nhìn Sở Dương, "Sở thần y, ngươi hiểu rõ ý ta chứ?" Sở Dương nghĩ một chút, nói, tại hạ ngu dốt, chưa thể hiểu hoàn toàn. Hàn Tiêu Nhiên đối với sự thẳng thắn của hắn rất là thưởng thức, cười cười nói, chấp pháp giả có y sư của riêng mình, hơn nữa, toàn bộ là gia quyến chấp pháp giả. Trải qua sự chọn lọc của tổng bộ, đưa vào dược cốc học y, sau khi thành tài được phân công vào các nơi. Cho nên, bên trong chấp pháp đường sẽ không cho phép có ngoại lai y sư tồn tại. Sở Dương ngạc nhiên, vậy vì sao? Hàn Tiêu Nhiên cười, năm đó y sư thiếu thốn, Đông Nam xảy ra họa loạn, chấp pháp giả thương vong thảm trọng. Bổn tọa đồng thời đối trận với hai vị thánh cấp cao thủ, Thạch Phá Thiên đề cử cho ta, ta cũng đáp ứng. Đến khi ta trọng thương trở về, cũng là Đồng Vô Tâm cực lực cứu chữa. Hơn nữa, ha ha, vì thế nên giữ hắn lại. Thứ nhất là bổn tọa cũng nghĩ qua, có thể hay không, cho nên đợi xem kỳ biến. Thứ hai, cũng là cố ý thiếu Thạch Phá Thiên một cái nhân tình. Ừm, bất quá nhiều năm như vậy, có chút tâm tư ấy cũng đã muốn phai nhạt. Hàn Tiêu Nhiên nhìn Sở Dương, "Hiện tại ngươi rõ chứ?" Hắn nói rất là mịt mờ, nhưng Sở Dương cũng đã hiểu rõ. Hắn đối với Đồng Vô Tâm, không phải là không có hoài nghi. Nói cách khác, hắn đối với Thạch Gia, không phải không có phòng bị. Mà hiện tại hắn nói mấy chuyện này, cũng không phải đối xử chân thành với mình, mà là tiến thêm một bước, gây thêm áp lực cho mình gây. Nhưng Sở Dương tuy hiểu rõ, nhưng vẫn không đoán được áp lực xuất phát từ phương nào. Chỉ là mơ hồ nghe ra, Đồng Vô Tâm này, cũng không đơn giản như vậy hàn tiêu nhiên thản nhiên nhìn sở dương sau một lúc lâu vươn cổ tay nói thỉnh thần y bắt mạch không biết vì sao sở dương nhìn cánh tay hàn tiêu nhiên trước mặt lại cảm thấy tâm tình trầm trọng hẳn lên hắn hít một hơi thật sâu nói một khi đã như vậy tại hạ đành nỗ lực tra xét một phen vươn ngón tay đặt lên uyển mạch của hàn tiêu nhiên nhắm mắt lại thần sắc nghiêm nghị lực lượng kiếm linh trong nháy mắt tiến hành tra xét thân thể hàn tiêu nhiên một cách toàn diện sở dương sắc mặt chậm rãi trở nên trầm trọng khó coi. Ngay cả chính hắn cũng không có nghĩ đến, lúc này bắt mạch lại cho ra một cái kết quả như thế. Hàn tiêu nhiên nhìn sắc mặt của hắn, mỉm cười nói, sở thần y. Sở dương phun ra một hơi, nói, thủ đoạn thật xảo diệu. Hàn, tiêu nhiên ha ha cười, bổn tọa cùng dược cốc đại trưởng lão, chính là bằng hữu chi giao. Nghe huyền ca hiểu nhã ý, sở dương trầm mặc một lát, nói, thì ra tổng chấp pháp đại nhân, cũng biết những thứ đó, chương 854, lòng ta rất an tĩnh. Hàn tiêu nhiên nhàn nhạt cười nhẹ, nói, năm đó trong một năm, ta trước chém thánh cấp ngũ phẩm mắt mù tà kiếm trình mạc phong, lại bắt bát phẩm đỉnh phong cuồng đao độc thánh nam không vân, nội phủ trọng thương, đầu bị chấn động, lại bị vô hình chi độc của nam không vân thâm nhập ngũ tạng. Chính là đồng vô trị liệu thương thế tâm cho ta. Sau đó bệnh căn không dứt, vô hình chi độc căn bản không thể trừ tận gốc, mỗi một năm cần chữa trị một lần, kéo dài cho tới nay, hắn thản nhiên cười cười cái loại tư vị này cũng không phải dễ chịu sở dương kinh ngạc nói vô hình chi độc ngươi nói ngươi chúng vô hình chi độc hàn tiêu nhiên thân mình chấn động đột nhiên đứng thẳng lên tử hàn quang trong hai mắt phụt ra sau một lúc lâu không nói gì hắn nhìn sở dương nặng nề nói có ý gì sở dương trầm ngâm một lát hỏi dược cốc đại trưởng lão cũng nói đây là vô hình chi độc hàn tiêu nhiên sắc mặt lạnh xuống hít một hơi thật sâu nói ngươi nói là đây không phải vô hình chi độc. Sở Dương trầm mặc một lát, nói, độc chính là làm người ta nghe danh phải biến sắc. Đối với cao thủ cũng rất khó phòng bị. Bất quá, độc đáng sợ, ở chỗ hạ độc, không phải trúng độc. Hàn Tiêu Nhiên sắc mặt cứng rắn lạnh lùng, cũng không nói chuyện. Tổng chấp pháp đuổi bắt Nam Không Vân, tự nhiên đã sớm biết Nam Không Vân có vô hình chi độc. Cho nên, tổng chấp pháp nếu không chuẩn bị gì liền xuất thủ, thì ta cũng không tin. Sở Dương nhẹ giọng nói, Hàn Tiêu Nhiên ánh mắt ngưng trụ, trầm thấp nói, không tệ, đối phó cùng đao độc thánh, nếu không có chuẩn bị, không hoàn toàn nắm chắc có thể tránh thoát độc thuật của hắn, thì xuất thủ cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Bổn tọa năm đó, không chỉ có trang bị giải độc đan pháp tôn đại nhân ban cho, còn có dược cốc bách tiêu hoàng. Ngoài ra, còn mặc thiên tàm tử y. Sở Dương nói, tổng chấp pháp quên điều quan trọng nhất là, bản thân ngươi chính là một thân tu vi thánh cấp đỉnh phong. Hàn Tiêu Nhiên không nói, hắn đã nói qua, muốn bắt được bát phẩm thánh cấp đỉnh phong Nam Không Vân, thì tu vi ít nhất phải là cửu phẩm thánh cấp. Theo ta được biết, tu vi thánh cấp, cho dù không nghiêm mật phòng hộ như vậy, thì chỉ cần vận công lực, mặc kệ là vô hình chi độc hay là hữu hình chi độc, đều không có đất dụng võ. Sở Dương nói. Hàn Tiêu Nhiên lại trầm mặc hồi lâu, mới nặng nề nói, lời ấy không tệ. Nhưng người lại trúng độc. Sở Dương lạnh lùng cường điệu một câu, một câu này, rất bình thường, cũng đưa ra một kết luận. Đúng vậy, ta trúng độc. Hàn Tiêu Nhiên đứng lên, chậm rãi thong thả bước đi, sắc mặt như băng như thiết. Tại một khắc này dường như hắn mang theo một cái mặt nạ bằng sắt, chậm rãi nói, sau khi ta trở về, liền cảm giác cơ thể không khỏe, lúc ấy chưa lo lắng là chúng độc. Bởi vì bổn tọa tự tin, lúc giao chiến, Nam Không Vân cho dù hạ độc cũng tuyệt đối không làm gì được ta. Nhưng, sau khi đồng vô tâm chẩn đoán cho ta, lại chẩn đoán ra vô hình chi độc. Hơn nữa, toàn bộ bệnh trạng cùng vô hình chi độc của Nam Không Vân hoàn toàn giống nhau lúc ấy ta bắt sống Nam Không Vân, trải qua khổ hình, Nam Không Vân cũng xác nhận chính xác. Đó đúng là vô hình chi độc. Hàn tiêu nhiên khóe miệng lộ ra một cái độ cong, nói, nhưng vô hình chi độc, không có giải dược. Cho nên ngươi chỉ có thể để đồng vô tâm đến trị liệu. Sở dương nói, không sai. Cũng từ khi đó, vô hình chi độc ở trong cơ thể ngươi phát tác không dứt, mỗi một năm, đều phát tác một lần. Sở dương tiếp tục nói, hàn tiêu nhiên đưa lưng về phía hắn, khoanh tay mà đứng, lạnh lùng nói không sai cho nên thời điểm phát tác mỗi năm đều là đồng vô tâm áp chế cho ngươi sở dương từng bước ép sát sát tâm lượng cùng tần bảo thiện ở một bên nghe hai người bọn họ đối thoại lại bất chi bất giác đầu đầy mồ hôi hai người đều cảm giác được áp lực trong không khí càng ngày càng lớn gần như không thở nổi tựa như lúc nào cũng có thể ngất xỉu vì hít thở không thông không sai hàn tiêu nhiên chắp tay sau lưng đưa lưng về phía sở dương nhưng hắn chỗ khớp xương hai tay hắn đã có chút trắng bệch. Cho nên, năm này tháng nọ trôi qua, màu da của ngươi liền biến đen. Nhưng ngươi thân là Tổng chấp Pháp, lại là nam nhân, ngay từ đầu vẫn chưa lưu ý. Hoặc là nói, ngươi cho tới bây giờ, mới bị ta nhắc nhở. Sở dương thanh âm lạnh nhạt. Không sai. Hàn tiêu nhiên vẫn nói một câu không sai. Cho nên tóc, ngươi, mọi chỗ đều đen, đột nhiên xuất hiện một chỗ trắng bạc. Hơn nữa, nếu ta đoán không sai, da đầu dưới phần tóc bạc này đã hoại tử tóc bạc này không phải dài ra từ da đầu, mà là trực tiếp sinh ra từ trong óc. Sở Dương nói rất nhanh. Ngươi nói, đều đúng cả. Hàn Tiêu Nhiên thân mình đứng thẳng, vẫn không nhúc nhích. Từ sau khi bị thương, tu vi của ngươi cũng không có tiến bộ đúng không? Sở Dương hỏi. Không có, còn có chút dấu hiệu hạ thấp. Hàn Tiêu Nhiên nói. Thánh cấp cao thủ, đã xem như đỉnh phong. Trong vòng một năm, liên tục giao chiến cùng hai vị thánh cấp, mà ngươi lại không có chút cảm ngộ nào sao? Sở Dương hỏi lại có hàn tiêu nhiên dứt khoát có tâm cảnh có cảm ngộ có tâm đắc có xúc động nhưng không cách nào tiến thêm cho nên ngươi đã từng hoài nghi sở dương trầm mặc một chút nói đã từng đi tìm dược cốc đại trưởng lão kiểm chứng đúng vậy hàn tiêu nhiên thừa nhận dược cốc đại trưởng lão nói như thế nào sở dương truy vấn hàn tiêu nhiên trầm mặc dạo qua một vòng lại trở về vấn đề này nhưng so với lúc nãy mặc kệ là tâm tình hay là không khí đều đã hoàn toàn khác hẳn câu hỏi này tràn ngập sát cơ. Bạn đang đọc truyện tại Hàn Tiêu Nhiên trầm mặc rất lâu sau đó, mới chậm rãi, trầm thấp nói, lúc ấy hắn nói, cái này rất giống vô hình chi độc, nhưng hắn cũng không biết loại độc này, cũng giải không được. Sở Dương nhíu nhíu mày, hỏi một cái vấn đề không liên quan, Dược cốc đại trưởng lão cùng Dược cốc đại cung phụng là cùng một người sao? Không phải. Hàn Tiêu Nhiên thản nhiên trả lời. Ừm. Sở Dương trầm tư hẳn lên, hai người một ngồi, một đứng, đều trầm tư hẳn lên. Ai cũng không nói chuyện. Không gian trở nên yên tĩnh. Sa tâm lượng cùng tần bảo thiện như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhưng lớn tiếng hô hấp một chút cũng không dám. Sự tình phát triển đến lúc này, đã đem chân tướng miêu tả sinh động. Thật lâu sau, hàn tiêu nhiên nhẹ nhàng xoay người, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, ánh mắt vẫn thâm thúy như cũ, nhìn sở dương thật sâu. Hỏi, sở thần y, quan điểm của ngươi là gì? Sở dương cười khổ, từ nơi này nhắc lên Phong Vân, chính là ý định ban đầu của Sở Dương. Mượn chấp pháp giả Đông Nam đối phó Thạch gia, là mục tiêu của Sở Dương. Nhưng mục tiêu này có một điều kiện tiên quyết, chính là trong cơ thể tổng chấp pháp có thương tích. Sau đó Sở Dương mượn đề tài này để nói chuyện của mình, dùng một loại thủ đoạn không biết xấu hổ, đạt được mục đích. Nhưng mà hiện tại, hắn chỉ cảm thấy bi ai, bởi vì sau khi nhìn thấy Hàn Tiêu Nhiên, tuy rằng đối phương vẫn tồn tại sát khí với mình, nhưng lòng chính trực và kiên cường của hắn làm cho Sở Dương có chút kính trọng. Nếu Đồng Vô Tâm thực không phải gian tế, Sở Dương thậm chí muốn buông tha việc này. Hắn có thể dùng thủ đoạn không biết xấu hổ, vô sỉ đến vô cùng vô tận để hoàn thành mục đích của mình, đạt được điều mình mong muốn. Nhưng có một điểm mấu chốt và một điều kiện tiên quyết, đối phó kẻ thủ, đối phó người đê tiện mới có thể làm như vậy. Đối mặt một vị chấp pháp giả chính trực như Hàn Tiêu Nhiên, tổng chấp pháp luật pháp vô tình nhân hữu tình. Mẫu thân bỏ mình một ngàn ba trăm năm vẫn giữ một lòng hiếu tử, một trưởng giả làm cho người ta kính trọng, Sở Dương không thể hạ thủ được. Nhưng thế sự chính là ly kỳ như thế. Ngay tại thời điểm Sở Dương muốn buông tha, sự tình lại đột ngột chuyển biến. Tất cả đều là ở hướng về phương hướng ban đầu Sở Dương mong muốn mà phát triển, làm cho hắn muốn không lợi dụng cũng không được, làm cho hắn cảm thấy bi ai là Hàn Tiêu Nhiên hiện tại mình không trị được, mà Hàn Tiêu Nhiên rõ ràng lại là một người tính tình cương trực, thà gãy không cong trải qua năm tháng lâu dài cũng đã không đem sinh tử để ở trong lòng hắn tuyệt đối sẽ không chịu nhận đồng vô tâm áp chế hơn nữa cũng tuyệt đối không nhận chịu ân huệ đồng vô tâm một khi vạch trần đồng vô tâm hẳn phải chết chiến tranh giữa thạch gia và chấp pháp giả sẽ nổ ra hàn tiêu nhiên hẳn phải chết sở thần y hàn tiêu nhiên khẽ mỉm cười nhìn sở dương nhẹ giọng nói ta đang đợi đáp án của ngươi tổng chấp pháp đại nhân nếu chết thì không khỏi quá đáng tiếc sở dương nhẹ nhàng nói mọi người cũng không phải là ngốc tử, chỉ một câu đã hoàn toàn rõ ràng. Sa Tâm Lượng và Tần Bảo Thiện sắc mặt đột nhiên đại biến, lập tức đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào Sở Dương, cả người run run. "Ừm, ta hiểu." Hàn Tiêu Nhiên sắc mặt không thay đổi, chậm rãi trở về chỗ ngồi, ngồi xuống, ánh mắt nhìn vào nước trà xanh biếc, trầm giọng nói, "Ta Hàn Tiêu Nhiên học nghệ từ nhỏ, 23 tuổi đột phát hoàng tọa, 65 tuổi trở thành quân cấp, cuối cùng 1200 năm, mới đạt tới thánh cấp cửu phẩm đỉnh phong, cách chí tôn cũng chỉ có một bước." Hắn nói trầm trọng, người nghe cũng trầm trọng. Sở Dương trong lòng than thở, 23 tuổi là hoàng tọa, đây là loại thiên tài nào? Hoàng tọa đến quân tọa cũng chỉ dùng 42 năm, nhưng từ quân tọa vọt tới thánh cấp cửu phẩm, lấy tư chất như vậy, lại dùng hết 1200 năm. Hàn Tiêu Nhiên sắc mặt thư thái, rót cho mình một ly trà, nói, "Bổn tọa từ 30 tuổi trở thành chấp pháp giả, trước sau đổ sát 1 vạn 7833 hoàng tọa ác đồ, 956 quân cấp ác đồ, 107 thánh cấp ác đồ. Không để một người lọt lưới, cũng không để một người oan khuất. Hắn ha ha cười, thân là chấp pháp giả, tránh không được giết người. Nhưng bổn tọa có lương tâm của mình, giết một người, liền ghi tạc trong lòng. Đã phạm tội gì, vì sao mà giết, giành mạch rõ ràng. Ngay cả sau giết xong, cũng muốn điều tra. Hơn 1.200 năm, chưa từng giết sai một người, lòng ta rất an tĩnh hàn tiêu nhiên cười nhẹ xa tâm lượng thanh âm khàn khàn nói tổng tòa tổng tòa ngài hàn tiêu nhiên ngồi ngay ngắn bất động ống tay áo phất một cái ngạo nghễ cười lạnh ta muốn nói hàn tiêu nhiên ta cả đời không thẹn với lương tâm ngửa đầu không thẹn với trời cúi đầu không thẹn với đất lên thiên đình ta đường hoàng tiêu sái xuống địa phủ cũng trực diện diêm la hắn ha ha cười lạnh một tiếng đồng vô tâm muốn dùng loại thủ đoạn này làm cho ta cúi đầu. Các ngươi cũng muốn khuyên ta tạm thời ẩn nhẫn. Ha ha, trước kia không biết thì không sao. Nhưng nếu biết rồi, hàn tiêu nhiên ta sao có thể bị người kiềm chế. mươi 855, tặng quân 20 năm, bồi ta một chén rượu. Một câu này nói ra, xa tâm lượng nhất thời tuyệt vọng. Tần bảo thiện cũng trở nên ảm đạm. Bọn họ sớm biết tổng chấp pháp tính tính cương trực, muốn vạch trần âm mưu này. Nhưng vạn lần không ngờ tới, sau khi vạch trần âm mưu, cái giá phải lại là sinh mệnh tổng chấp pháp. Nếu sớm biết như thế, hai người thà rằng chết đi cũng không làm như vậy. Sở Dương trong lòng chấn động, cả đời không thẹn với lương tâm, ngửa đầu không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với đất. Lên thiên đình, ta đường hoàng tiêu sái, xuống địa phủ, cũng trực diện diêm la, đây là loại nhân sinh lỗi lạc cỡ nào. Nam nhi tốt như thế, thật phải tận mắt nhìn hắn chết sao. Đây đáng tiếc cỡ nào, nhưng, thân phận không thể bạo lộ. Sở dương trong lòng mâu thuẫn, trở nên rối rắm, tần bảo thiện thở dài thật sâu nói tổng chấp pháp đại nhân xin ngài cân nhắc sở dương thở dài một hơi nói tổng chấp pháp đại nhân tính tình thật sự là rất cương liệt hàn tiêu nhiên mỉm cười khi cái chết đến nơi ai không quyến luyến sinh mệnh nhiều năm như vậy dưới tay ta là tính mạng hàng vạn người lúc sắp chết ai không khẩn cầu bất quá đây là hồng trần nhân thế ta cũng không ngoại lệ hắn lẳng lặng nói nhưng còn sống thì cũng phải coi sống như thế nào sống tạm bợ và ngẩng đầu, cúi đầu không thẹn, là hai việc khác nhau. Ta không thẹn với lương tâm sống hơn 1.300 năm, chẳng lẽ ở thời khắc cuối cùng, lại bị người kiềm chế, bị người ra lệnh. Quả thực là chê cười. Cho dù là ẩn nhẫn lập mưu, cũng không được. Hàn tiêu nhiên nâng chung trả lên, nói, ngày mai, ta liền trở về Đông Nam Tổng Bộ. Cũng hướng pháp tôn đại nhân bẩm báo, đem Đông Nam gột rửa. Đồng vô tâm nếu dám xuống tay với ta, như vậy những người khác hắn cũng sẽ không bỏ qua nói không chừng đã có người dưới sự áp chế của hắn bắt đầu làm việc cho hắn cứ thế mãi chấp pháp giả đông nam chẳng phải thành thiên hạ thạch gia sao hắn mặt sắc lạnh lùng cứng rắn nói thạch gia đã từng phái người xuống trung tam thiên nhúng tay vào trận chiến của các đại thế gia trung tam thiên sau khi trở về bổn tọa đề nghị chừng trị lại bị người khác bao che hừ lúc này thạch gia ở trong tay ta làm sao có thể bỏ qua Sa tâm lượng nói, tổng chấp pháp đại nhân, việc này cũng không cần nóng vội, ti chức nghĩ, sở thần y nếu có thể nhìn ra thì hẳn có thể giờ trị liệu. Nếu tổng chấp pháp đại nhân hoàn toàn khôi phục, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể hành động bí mật, giả bộ như không biết, đem kẻ địch hoàn toàn khu trừ. Ti chức nghĩ, đây mới là kế sách vẹn toàn. Hắn ngẩng đầu lên, nếu lần này mất tổng chấp pháp, thì về sau toàn bộ Đông Nam chúng ta trở thành cái dạng gì? Ti chức chỉ nghĩ một chút mà trái tim đã trở thành băng giá, Hàn Tiêu Nhiên nở nụ cười nói, "Sở thần y có thể nhìn ra được, nhưng ta lại không hỏi hắn có thể trị hay không, các ngươi có phải thấy rất kỳ quái?" Sa Tâm Lượng gật gật đầu. Hàn Tiêu Nhiên nói, "Nếu Sở thần y có thể trị, hắn tuyệt không sẽ không làm ra vẻ thần bí, cho nên ta không hỏi, miễn cho Sở thần y phải xấu hổ." Mà hai người các ngươi lại bắt ta nói rõ ra. Sa Tâm Lượng nhất thời tuyệt vọng, cầu xin nhìn Sở Dương nói, "Tiểu huynh đệ, tổng chấp pháp, thật sao không cứu được sao?" Sở Dương trầm ngâm. Sa Tâm Lượng thấy hắn trầm tư, trong mắt nhất thời sáng ngời, lộ ra thần sắc hy vọng. Tổng chấp pháp chúng độc không phải vô hình chi độc, mà là vô ảnh chi độc. Sở Dương trầm ngâm nói, vô ảnh chi độc tuy không tàn khốc bằng vô hình chi độc, nhưng là một loại độc hỗn hợp. Triệu chứng ban đầu cùng vô hình chi độc hoàn toàn giống nhau, cho nên mới có cảnh vàng thao lẫn lộn. Loại độc này hẳn là ở thời điểm trị thương trực tiếp đưa vào bên trong thân thể. Hơn nữa thời gian đã lâu, đầu óc đều đã bắt đầu hủ hóa, đã trở thành bệnh nan y. Đến loại tình huống này, cho dù là đồng vô tâm mỗi năm trị liệu một lần, cũng sẽ không kéo dài được lâu. Tuyệt đối không quá 5 năm. Cho nên nếu có âm mưu gì thì chắc chắn sẽ diễn ra trong vòng 5 năm. Chẳng lẽ tổng chấp pháp đại nhân một chút hy vọng cũng không có? Sa tâm lượng tuyệt vọng nói. Sở dương trầm ngâm, nói, thật ra còn có biện pháp, bất quá loại này biện pháp, tương đương không có. Biện pháp gì? Sa tâm lượng tinh thần chấn động, Biện pháp thứ nhất chính là cửu kiếp kiếm chủ Cửu Trọng Đan. Sở Dương cau mày nói, nếu có Cửu Trọng Đan, tổng chấp pháp đại nhân không những khỏi hẳn, mà công lực còn có thể tiến thêm một bước. Hàn Tiêu Nhiên cười nói, Sở thần ý những lời này làm ta hưng phấn, bất quá, cũng tương đương chưa nói. Sở Dương cười khổ một tiếng. Loại biện pháp thứ hai là lấy cực âm lực, cực dương lực, cực tà lực, cực độc lực, bốn loại thiên tài địa bảo hợp làm một, đem vô ảnh chi độc hoàn toàn áp chế lại có một vị trí tôn dùng huyền công tinh thuần, đả thông thiên địa chi kiều, đem vô ảnh chi độc bức ra. Bởi vì độc đã nhập vào não, trừ năng lực khống chế của trí tôn, những người khác căn bản bất lực. Huống chi tổng chấp pháp đại nhân đã là thánh cấp cửu phẩm. Dưới trí tôn, cũng không có người nào có thể đả khai kinh mạch tổng chấp pháp đại nhân. Sở Dương nói, trí tôn, chấp pháp giả chúng ta có vài vị. Nhưng này bốn loại thiên tài địa bảo, cực âm lực, cực dương lực, cực tà lực, cực độc lực, là vật như thế nào, Sa tâm lượng hỏi. Hàn tiêu nhiên ảm đạm thở dài, nói, biện pháp này, cũng tương đương không có. Vì sao? Sa tâm lượng cùng tần bảo thiện đồng thời hỏi. Cực âm lực là huyền băng ngọc cao, một trong cửu đại kỳ dược cửu trùng thiên. Cực dương lực là huyền dương ngọc tủy trong cửu đại kỳ dược. Cực tà lực là tà huyễn huyền ngọc trong cửu đại kỳ dược. Cực độc lực là thiên độc ngọc tinh trong cửu đại kỳ dược. Hàn tiêu nhiên cười ha ha, cửu trùng thiên cửu đại kỳ dược tồn tại từ nhiều năm trước, Gia Cát gia tộc đời thứ nhất thứ năm gia tộc từng đạt được huyền ngọc linh tham, bất quá không có chứng cứ xác thực. Chấp pháp giả tổng bộ, có một khối huyền thiên thần tủy, xem như một loại trong đó, ngoài ra, 9 vạn năm, không người nào tìm thấy. Sa tâm lượng như cha mẹ chết cúi thấp đầu xuống. Muốn tìm thấy bốn loại linh dược này, còn muốn khó khăn hơn việc tìm thấy cửu kiếp kiếm chủ, cửu kiếp kiếm chủ ít nhất thật là có một người, nhưng bốn loại này chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tột cùng là có hay không thì cũng không ai biết cả. Sở Dương hít sâu một hơi, nói, thật ra, tổng chấp pháp đại nhân nói có chút chưa chính xác. Trị liệu vô ảnh chi độc nếu còn cần bốn trong cửu đại kỳ dược, thì cũng quá để mắt vô ảnh chi độc. Chỉ cần có vật sinh sôi cùng cửu đại kỳ dược, là có thể. Ví dụ như, huyền băng ngọc cao sen với huyền băng ngọc tâm, huyền dương ngọc tủy sen huyền dương ngọc tâm, tả huyễn huyền ngọc sen tả huyễn ngọc tâm, thiên độc ngọc tinh sen thiên độc ngọc tâm. Tuy nói như vậy, nhưng tâm tình, mọi người vẫn tràn đầy áp lực tìm được bốn loại này, so với việc tìm được bốn loại ký dược có cái gì khác nhau, cũng là sự tình khó như lên trời. Hàn Tiêu Nhiên trầm mặc một lát, nói, tương lai hư vô mờ mịt, đã chứng minh vận mệnh đã sắp sẵn như vậy. Điều bổn tọa có thể làm, cũng chính là ngọc thạch câu phần. Khi nói ra bốn chữ ngọc thạch câu phần, sắc mặt hắn bình tĩnh, từng chữ từng chữ nói ra. Sở Dương hít sâu một hơi, nói, thật ra tổng chấp pháp đại nhân không cần như thế, bệnh của tổng chấp pháp đại nhân, ta tạm thời cũng không thể chữa khỏi cho ngươi, bất quá muốn tạm thời áp chế một đoạn thời gian, thì vẫn có thể làm được. Tại một khắc này, hắn rốt cuộc quyết định dứt khoát, giúp hàn tiêu nhiên này, vì một câu nói của hắn, cả đời sống không thẹn, lúc sắp chết cũng đứng để thẹn với thế gian. Đối mặt nam nhi như thế, còn cố kỵ cái gì? Sa tâm lượng tần bảo thiện đồng thời mừng rỡ. Sa tâm lượng cầm tay sở dương, lệ nóng doanh trọng, tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ ngươi. Tiểu huynh đệ, liên tục nói tiểu huynh đệ, tâm tình kích động nói không ra lời. Hàn Tiêu Nhiên nhìn bộ dáng kích động của Sa Tâm Lượng, nhẹ nhàng thở dài, trong mắt cũng có một trận ướt át lóe sáng. Một tia ấm áp từ trong mắt lướt qua, khuôn mặt cũng trở nên nhu hòa. Sở Dương cười khổ, nói, ta có thể dùng ngân châm phong tỏa chỗ bị hủ hóa sau đầu, sau đó phong tỏa tâm mạch, rồi dùng dược vật áp chế. Cuối cùng dùng cực âm cực hàn ngăn chặn Sở Dương cười khổ, phương pháp như vậy, bảo đảm 10 năm không có việc gì Bất quá, 10 năm sau lại thi thuật, cũng chỉ có thể duy trì 5 năm, liên tục 3 lượt, 20 năm sau, nếu không tìm được cửu kiếp kiếm chủ hoặc tứ đại kỳ dược, thì lão thiên cũng bó tay. Hàn Tiêu Nhiên thỏa mãn cười, nói, có thời gian 2 năm, ta liền thỏa mãn, huống chi 20 năm. Nam tử Hán đại trượng phu, cả đời chỉ cần khoái ý tung hoành, làm việc mình muốn làm, một ngày cũng là đủ rồi. Hắn đứng lên, hướng Sở Dương thi lễ, nghiêm mặt nói, ban thưởng 20 năm sinh mệnh, xin đa tạ thịnh tình sở dương gật gật đầu sờ tay vào ngực lấy ra một cái vòng cổ cổ thoạt nhìn đã có niên đại rất lâu bề ngoài có vết tích loang lổ bên dưới vòng cổ có đính hai khối ngọc bài nho nhỏ vừa lấy ra liền xuất hiện biến hóa một khối sương mù bốc lên hàn ý kinh người còn một khối khác thì tỏa ra sóng nhiệt cuồn cuộn đúng là sở dương nói kiếm linh làm ra lấy năng lực kiếm linh làm ra vòng cổ như vậy quả thực là rất dễ dàng nhìn qua rất giống như đào ra từ cổ mộ trăm ngàn năm trước vậy ba người xa tâm lượng ánh mắt đồng thời sáng ngời. Hàn tiêu nhiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, huyền băng ngọc, huyền dương ngọc. Dương nhẹ giọng nói, vô hạn quý trọng nhìn thoáng qua, nói, hai khối ngọc này, là năm đó ta vô tình rơi vào một sơn động, đạt được y thư truyền thừa. Hai ngọc bài này đeo trên cổ một bộ xương ở trong động. Nguồn chu yên phun, về em ta luôn coi nó là bảo bối, chưa từng nói cho ai biết. Nói xong, hắn đã đem vòng cổ đưa qua, tổng chấp pháp đại nhân đeo dây chuyền này có thể bảo vệ tâm mạch. Mặc dù không thể khu trừ, nhưng có thể chấn áp vô ảnh chi độc, sau đó tán đi tu vi toàn thân, có ta thi châm, trong 10 năm không việc gì. Hàn tiêu nhiên trong mắt cảm động, nói, đây là vật báo vô giá, nhận bảo vật như vậy, hàn mỗ nhất định sẽ báo đáp. Hắn không chối từ, không giả mù sa mưa mà là hào phóng nhận lấy. Sở dương mỉm cười, tổng chấp pháp đại nhân. Nếu cảm thấy băn khoăn, vừa lúc tại hạ có chuyện cần tổng chấp pháp hỗ trợ, Hàn Tiêu Nhiên sắc mặt nghiêm nghị, nói, "Sở thần y cứ nói đừng ngại." Sở Dương thản nhiên cười nói, "Vừa vặn tối nay có người thiết yến mời tại hạ, nếu đi thì tính mạng không còn, nhưng không đi không được." Tổng chấp pháp đại nhân xem như là khách mời để tiểu tử tiếp cách, coi như là chi phí chữa bệnh, lần này mọi người huề nhau. Hàn Tiêu Nhiên cười ha ha, nói, "Nếu tiểu huynh đệ muốn uống rượu, lão ca ca đêm nay liền tận hứng cùng ngươi." Chương 856, địch nhân chưa từng có thân sơ. Hàn Tiêu Nhiên tuy nói như vậy, nhưng trong lòng hắn biết nhân tình hắn thiếu sở dương thật sự là quá lớn nhưng nếu sở dương không kể công mình lại đi cảm tạ liên tục thì lại có vẻ câu nệ bằng hữu chi giao chỉ nhìn sau này còn trước mắt nói ngoài miệng không bằng không nói cho nên hắn chỉ ghi tạc trong lòng cái gì cũng không nói nhưng đã đem xưng hô đổi thành lão ca ca cùng tiểu huynh đệ bỏ qua khoảng cách giữa hai người đám người xa tâm lượng càng hiểu rõ một câu lão ca ca cùng tiểu huynh đệ của hàn tiêu nhiên ẩn chứa phân lượng gì ánh mắt nhìn Sở Dương hết sức vui mừng. Sở Dương trong lòng vừa động, nhìn thấy ánh mắt ba người, đột nhiên trong lòng cảm giác một trận ấm áp. Loại cảm giác này, từ khi tách khỏi đám cố độc hành cũng chưa thấy qua. Tổng chấp pháp đại nhân cái chức tiểu huynh đệ này, tại hạ cũng quá được vinh sủng. Sở Dương cười nói, Hàn Tiêu Nhiên trầm mặc nói, bao nhiêu năm rồi, từ khi các huynh đệ năm đó tan thành mây khói, trở thành giấc mộng đêm khuya, Hàn Tiêu Nhiên ta chưa bao giờ xưng hô là huynh đệ đối với người nào chấp pháp giả trách nhiệm trọng đại cũng không nạp băng kết phái nhưng hàn tiêu nhiên chua sót cười cười lòng người thì phải có tình cảm ngay cả trái tim sắt đá thì cũng sẽ có thời khắc cần mềm mại đây là nhu cầu cảo con người không phải là lợi ích lợi lui tới hàn tiêu nhiên có chút trầm thấp nói như tiểu huynh đệ ngay từ đầu cũng không muốn vì ta áp chế bởi vì tiểu huynh đệ cũng biết dính vào chuyện này ngươi sẽ gặp phải nhiều phiền toái nhưng về sau lại dứt khoát ra tay không phải là hàn tiêu nhiên ta đối với ngươi tình thâm ý trọng, cũng không phải hàn tiêu nhiên ta hứa cho ngươi vinh hoa phú quý, chính là vì ngươi tán thành với 1.200 năm công chính của chấp pháp giả hàn tiêu, ta mà thôi. Loại tán thành này là lương tâm. Hàn tiêu nhiên nói rất mạnh mẽ. Đặc biệt là hai chữ lương tâm cuối cùng. Hàn tiêu nhiên ta, cả đời trong xem trọng nhất, chính là lương tâm. Cho nên, vì hai chữ này, hàn tiêu nhiên ta nguyện ý cùng tiểu huynh đệ kết giao. Hàn tiêu nhiên cười nhu hòa, Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn thấy địa phương trong lòng ta mà người ngoài không thể nhìn thấy. Hơn nữa ta cũng thấy được lương tâm tinh khiết của ngươi. Ngươi cứu ta không phải vì ta có quyền thế, ta kết giao ngươi, cũng không phải vì y thuật của ngươi, cho nên ngươi không đề cập tới đại giới, ta lại càng không." Hàn Tiêu Nhiên nói, "Bằng hữu chi giao, thứ nhất thuận mắt, thứ hai là do tâm, nhiều lời vô ích, uống rượu là tốt nhất." "Được." Lời nói này làm cho Sở Dương mặt tươi như hoa lão ca, đêm nay, nhất định phải cùng ngươi không say không ngừng. Hàn tiêu nhiên vuốt cầm mỉm cười. Không biết là ai, lại dám đối với phó tiểu huynh đệ. Sa tâm lượng cấp lao lao hỏi. Nói ra thật xấu hổ. Sở dương đem mọi chuyện giải thích một lần, bao gồm thân thế, âm mưu năm đó, tình cảnh hiện tại, dạ ra. Dạ. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, chấm c, o. Hàn tiêu nhiên trong mắt hàn quang chợt lóe, nói, dạ vô ba. Đạ thập tam. Sở Dương cười nói, "Lão ca biết người này?" Hàn Tiêu Nhiên trầm mặc một lát, nói, "Dạ Vô Ba chính là đệ đệ thứ 13 của đương kim gia chủ Dạ gia, hắn là người âm trầm, túc trí đa mưu, trước giờ đều trốn ở chỗ tối, không thể tưởng được việc này, lại là hắn làm chủ ở phía sau màn." Hắn trầm ngâm một chút, nói, "Xem ra Dạ gia ý đồ không nhỏ." Sở Dương cười nhẹ, nói, "Dạ gia thế thế nào cũng được, mưu đồ làm sao cũng được, nhưng liên lụy đến bản thân ta." ta cũng không để ý tới bọn hắn như thế nào. Hàn tiêu nhiên nói, tiểu huynh đệ quyết đoán rất tốt. Hắn trầm ngâm một chút, nói, việc này, lão ca ca chống cho ngươi. Bất quá, ngươi phải có chuẩn bị trong lòng, trước mắt lão ca ca có thể chống đỡ dạ cho ngươi. Nhưng nếu thật sự việc này liên lụy đến đại cục dạ ra, dạ, thậm chí có cái gì sâu xa. Cuối cùng chọc tới trí tôn xuất động. Lão ca ca cũng không làm được gì. Cho nên, chúng ta làm việc, phải tính toán chu toàn. Hàn tiêu nhiên lời này nói thẳng thắn thành khẩn. Sở dương cũng hiểu rõ ý của hắn. Phàm là dưới trí tôn ra tay, hàn tiêu nhiên đều có thể đỡ cho mình, nhưng nếu đích thân trí tôn, hàn tiêu nhiên cho dù xuất đầu cũng chỉ thêm vào một cái mạng mà thôi. Lời hắn nói tuy có lý, nhưng trên thực tế cũng là vạn vô nhất thất. Cửu trùng thiên tuy lớn, nhưng trí tôn có mấy người. Dạ ra dạ chắc chắn là có trí tôn, hơn nữa dạ ra dạ vạn năm nội tình, hẳn là không chỉ một vị. Nhưng, không đến đại sự sinh tử tồn vong, Chí tôn nào có dễ dàng ra tay như vậy. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Sở dương cười ha ha, trước khi mọi chuyện phát sinh, nghĩ nhiều vô ích, hay là làm cho thân thể mình tốt lên rồi hãy nói. Lão ca ca, ngươi tán đi huyền công hộ thân, tiểu đệ vô ảnh chi độc cho ngươi. Tốt. Hàn tiêu nhiên xúc động nói. Hoa đang rực rỡ, bên trong lăng vân các là một mảng xa hoa. Hai thiếu niên, ở cửa lăng vân các kiễng chân nhìn xung quanh, tựa như đang chờ đợi cái gì đó. Lăng vân các có bảy tầng, tầng trên cùng có ba gian mang ý tam tinh hội tụ người có thể đến nơi này không chỉ đại biểu cho tài phú mà còn có thân phận cao quý một gian trong đó là nơi sở phi long và dạ vô ba gặp nhau hiện tại hai người bọn hắn cũng đang ngồi bên trong ở trước người là hai hộ vệ ca thủ cầu dạ vô ba dạ vô ba có bốn vị hộ vệ nhưng hai vị kia lại không thấy bóng dáng sở phi long vẻ mặt khẩn trương không được ngừng lau mồ hôi trong lòng không ngừng nói thầm tại sao còn chưa tới tại sao còn chưa tới ngồi ở chủ vị dạ vô ba sắc mặt âm lãnh thản nhiên nói tại sao còn chưa tới sở phi long thời hạn ta cho người đã qua rồi sở phi long cuống quýt nói thập tam ra bớt giận thật sự là chấp pháp đường đi mời sở dương cho nên mới làm hắn tới chậm nhưng nếu hắn đã đáp ứng hẳn là sẽ đến dạ vô ba hừ một tiếng sắc mặt lạnh lùng đã bao nhiêu năm qua bổn tọa chưa từng chờ đợi người nào không ngờ đi tới bình xa lĩnh nho nhỏ này lại được nhấm nháp tư vị này Sở Phi Long trên mặt mồ hôi càng nhiều, không dám nói lời nào. Lúc này có tiếng người vang lên, từ một gian khác mơ hồ có thanh âm kéo bàn ghế ra. Lão giả dâu sơn dương đi vào, thấp giọng nói, thập tam gia, đám người chấp pháp đường xa tâm lượng, đi vào gian giữa. Trong đó có xa tâm lượng và chấp pháp bán đấu giá đường tần bảo thiện, cùng một vị lão nhân khác. Ừm, người nọ ngươi có nhận ra không? Dạ vô ba hỏi. Chưa từng gặp qua. Sơn dương dâu nói, chắc là cao thủ chấp pháp đường bản địa. Dạ Vô Ba khóe miệng lộ ra một tia tươi cười quỷ dị, nói, xem ra Sở Dương kia sẽ đến đây. Hắn trầm mặc một chút, khen, Sở Phi Long, cháu ngươi cũng thật không đơn giản, có thể dự đoán đến đây sẽ có hung hiểm, liền đưa cứu binh lại, chuẩn bị chống đỡ từ trước. Sở Phi Long cười khổ một tiếng, nói, ta với hắn trước giờ không hòa thuận, hắn cố kỵ cũng là tất nhiên. Dù sao, ở đây cũng chỉ có đám người xa tâm lượng có thể bảo hộ hắn. Có hành động này, cũng không kỳ quái. Dạ vô ba cười hắc hắc. Lão giả dâu dê nói, thập tam gia, ngài có muốn qua gọi bọn hắn sang không? Dạ vô ba hừ một tiếng, nói, không cần. Lông mày hắn chợt dựng lên, âm lãnh nói, dạ vô ba ta nếu muốn giết người, xa tâm lượng còn không dám ngăn trở. Cho dù giết trước mặt hắn, thì như thế nào? Bây giờ nếu ta sát tâm lượng biết ta ở trong này, ngược lại không tốt. Mọi chuyện làm xong, thông báo cho hắn một tiếng là được. Trên mặt chút hiện rõ sự đắc ý, lấy thanh thế thập tam gia dạ ra, há có thể e ngại chính là một cái bình xa lĩnh chấp pháp đường. Lúc này, tiếng tay áo phần phật vang lên, một thân ảnh từ cửa sổ tiến vào, thập tam gia, sở dương đang trên đường tới đây, chỉ cách khoảng mấy trăm trượng. Vô ba nói, hắn đi một mình sao? Vâng. Hắn mặc bạch y, chậm rãi đi tới, dáng vẻ rất thoải mái. Đường đến hoàng tuyền, có thể thoải mái đi, cũng là là một mỹ sự. Dạ vô ba con người lóe lên, khóe miệng xuất hiện một nụ cười tàn nhẫn, sở dương một đường hành tẩu nhìn đêm tối bình xa lĩnh không khỏi có cảm giác khác lạ một đường đi tới thời điểm nhìn thấy sở đằng hổ cùng sở đằng dao hai người sớm đã chờ dài cổ nhìn thấy sở dương tiến đến nhất thời có cảm giác từ trên trời rơi xuống một cái đỉnh vàng lớn người đã tới ngay cả đại ca cũng không kêu hai vị huynh đệ mời ta tự nhiên tới sở dương mỉm cười đi đi lên đi hai người một trái một phải đem sở dương kẹp ở giữa kéo lên trên gấp như vậy Sở Dương cười nói, hai vị đệ đệ thật đúng là nhiệt tình. Sở Đằng Hổ âm ngoan cười cười, nói, đệ đệ. Hắc hắc hắc. Sở Dương, kiếp này của ngươi có thể kêu lão tử một tiếng đệ đệ, đã xem như ngươi có phúc tám đời. Ngày sau bước vào hoàng tuyền, chớ quên vinh sủng lúc này. Sở Dương ngạc nhiên nói, Đằng Hổ đệ đệ, lời này của ngươi có ý gì? Chúng ta là huynh đệ, máu mủ tình thâm. Con mẹ ngươi. Sở Đằng Hổ cùng Sở Đằng Giao đồng thời mắng, ai là đệ đệ ngươi? Ngươi cái tên tạp chủng lai lịch không rõ này, sắp chết không toàn thây rồi còn nằm mơ." Sở Dương ánh mắt phát lạnh, mơ hồ có sát khí lưu động. "Hả? Nói gì vậy? Hai vị đệ đệ chẳng lẽ là nhận sai người?" Sở Đằng hổ hai người biết Sở Dương hôm nay hẳn phải chết, không kiềm chế được, một đường mắng to, lại nghĩ đến cảnh Sở Dương tu vi mất hết, chống không được hai người, nên không kiêng nể gì, những câu ô ế phun ra không dứt. Hai người bọn họ mỗi lần mắng một câu, sắc mặt Sở Dương liền rét lạnh thêm một phần. Sở Đằng Hổ cùng Sở Đằng Giao hai người liên tục phát tiết, muốn vũ nhục Sở Dương trước khi chết. Nhưng Sở Dương Sở Dĩ ẩn nhẫn đến nay cũng là vì tích góp lý do giết người. Tuy rằng không cười, tuy rằng không hợp, nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thâm. Giết hơn vạn người Sở Dương cũng không cảm thấy gì, nhưng giết người quan hệ huyết thống, Sở Dương cũng có điều cố kỵ. Nhưng chuyện tới nay, cố kỵ trong lòng hắn, theo thanh âm chửi rủa của hai người Sở Đằng Hổ, lại từng chút, từng chút một tan biến thời điểm đi vào trong lăng vân các, khoái mắt sở dương hiện lên một đạo huyết sắc, hắn rốt cuộc nghĩ thông một chuyện. Kẻ địch là không phân biệt được thân sơ. Người thân người ngoài ngay cả là đồng nguyên máu mủ tình thâm, nhưng hắn chỉ cần muốn mình chết, như vậy chính là kẻ địch. Mình có điều cố kỵ, chẳng khác nào là tự tìm tử lộ. Chương 857, rất không dễ dàng. Thượng nhất chương tiêu đề sai lầm rồi, hẳn là 90 thất chương. Toàn văn tự điện tử thư miễn phí hạ tái viết thành 90 bát, cái này nhất chương mới là 90 bát tiêu để không có cách nào khác sửa mọi người lượng giải một chút cáp sở dương đứng lại quay đầu nhìn sở đằng hổ sở đằng dao ánh mắt lãnh duệ chẳng lẽ hai người tuyệt không bận tâm huyết mạch thân tình giữa chúng ta hắn trầm thấp nói ta biết các ngươi hận ta trở về có khả năng sẽ cướp đoạt ích lợi của các ngươi nhưng phải biết rằng cừu là cừu hận là hận huyết mạch đồng nguyên cũng không thay đổi được mặc dù giao sắc hướng nhau nhưng cũng cùng một dễ trong lòng sở dương lãnh ý bốc lên sát khí tràn ngập nhưng vẫn khống chế được bản thân nói ra thêm mấy câu mấy lời này nếu nói là khuyên dân hai người thì không bằng nói sở dương đã áp bách chính mình áp bách sát tâm của mình bởi vì thậm chí sở dương đã biết hai người này sẽ trả lời như thế nào cái đáp án này còn phải nghĩ sao quả nhiên sở đằng hổ hắc hắc cười lạnh một tiếng châm chọc nói huyết mạch thân tình đối với ích lợi khổng lồ của gia tộc ngươi lại còn có thể dùng huyết mạch thân tình ra mà nói Ngươi đã chết đến nơi, chẳng lẽ bốn chữ huyết mạch thân tình này là có thể cứu ngươi sao? Sở Dương, ta không thể không bội phục, ngươi đợi bên ngoài 18 năm, đã đợi đến ngu ngốc rồi. Chuyện được lấy tại Chu Yên Phun, bên Sở Dương yên lặng cười, lẩm bẩm nói, đối với ích lợi khổng lồ của gia tộc, ngươi lại còn có thể dùng huyết mạch thân tình ra mà nói, ngươi đã chết đến nơi, chẳng lẽ bốn chữ huyết mạch thân tình này là có thể cứu ngươi sao? Sau đó hắn lại cười, lời nói phát ra từ trong lòng, đa tại nhắc nhở không biết từ khi nào ở phía sau, đã xuất hiện một hán tử khỏe mạnh, lạnh lùng nói, thập tam gia chờ đợi đã lâu, các ngươi còn ở nơi này làm gì? Sở đằng hổ cười nói, liền dẫn hắn đi vào. Nói xong ở sau lưng sở dương đẩy một cái. Tại một khắc này, cửa mở ra sở dương lập tức thấy được dạ vô ba. Đây có khả năng là kẻ giật dây phía sau màn, làm cho mình lưu lạc bên ngoài 18 năm. Dạ vô ba một thân hắc y, khuôn mặt gầy, liếc mắt nhìn qua một cái, trước mắt sở dương giống như bốc lên một ngọn quỷ hỏa. Trong phút chốc chỉ cảm thấy âm thanh quỷ hồn gào thét, như xuất hiện ở một vùng mộ địa hoang vu. "Ngươi chính là Sở Dương?" Dạ Vô Ba ánh mắt nhìn hắn, thanh âm rất nhu hòa, thậm chí, sau khi nghe xong làm cho người ta lập tức dâng lên một loại cảm giác thân thiết. Sở Dương trong lòng vừa động, Dạ Vô Ba này không ngờ vừa gặp mặt liền thi triển tinh thần mê hoặc với mình. Bên trong thanh âm của hắn, rõ ràng có tinh thần dao động nổi lên, rất nhỏ, cũng rất cẩn thận. Thực hiển nhiên, đây chỉ mới là bắt đầu ta chính là sở dương sở dương nhẹ nhàng cười nhị thúc ngươi đã ở đây không phải đến uống rượu sao vị này là sở phi long sắc mặt như hàn băng ngươi còn muốn uống rượu dạ vô ba phất tay con ngươi âm lãnh hiện ra nét mỉm cười hắn cũng rất rõ ràng thiếu niên tiến vào này trên người đúng là không có nửa điểm tu vi sở dương ừm con sở phi lăng ha ha không tệ không tệ dạ vô ba lại có thể nở nụ cười nói ngồi đi sở dương ừ một tiếng ngay ở đối diện hắn ngồi xuống lá gan không tệ tâm tính cũng rất tốt dạ vô ba khích lệ một câu sở phi lăng có con như thế chắc cũng cảm thấy an ủi ở trong phòng áp áp lực trầm trọng nếu là người bình thường tiến vào chỉ sợ sớm đã sợ tới mức cả người run run chỉ cần là cái loại áp lực vô hình này cũng sẽ làm cho người ta phát cuồng nhưng sở dương đối mặt mấy vị quân cấp cao thủ thần sắc lại không thay đổi chỉ bằng loại định lực này cũng đã vượt qua thường nhân rất nhiều khó trách dạ vô ba cũng thật thật giả giả khen một câu. Dạ vô ba quay đầu nói với sở phi long nói, tiểu tử này, so với ba đứa con của ngươi đều mạnh hơn. Sở phi long trên mặt run rẩy một chút. Sở đằng hổ cùng sở đằng dao đứng ở phía sau sở dương, sắc mặt có rút, nhìn bóng dáng sở dương, trong mắt lại tràn ngập hận ý. Dạ vô ba nhìn sở dương, nói, hoặc là ngươi còn không nhận thức ta, ta họ đêm, chính là dạ gia nhân. Sở dương thần sắc bất động, nói, quả nhiên lai lịch bất phàm, Dạ vô ba nói, tên của là dạ vô ba. Ở dạ gia, đứng hàng thứ thứ 13. Người khác gọi là thập tam gia. Đương nhiên, cũng có người xưng hô ta là dạ vô ba. Sở dương gật gật đầu, không nói gì. Hắn biết, đây là lời dạo đầu của dạ vô ba, nếu nói ra một đoạn dạo đầu này. Hơn nữa ở trong đó ẩn chứa lực lượng mê hoặc tâm thần, như vậy, dạ vô ba sẽ không lập tức động thủ, mà là muốn nói chuyện với mình. Nhưng đến tột cùng là nói cái gì, hắn có gì để nói với mình, Sở Dương trong lòng cũng mơ hồ không biết. Sở Dương, hôm nay để hai người bọn họ gọi ngươi đến đây, chính là muốn hỏi ngươi một việc. Dạ vô ba lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn, thanh âm thùng thùng vang lên, tràn ngập một loại nhịp điệu kỳ lạ. Hiển nhiên có chứa công hiệu mê hoặc lòng người, chỉ gõ bàn như vậy cũng là thần công mê hoặc lòng người. Sở đằng hổ, sở đằng giao hai người nghe thấy thanh âm này, nhất thời cảm giác tinh thần hoảng hốt. Ánh mắt sở dương, cũng dần dần trở nên mờ mịt. Lúc trước có người đi giết ngươi, là sáng sớm hôm kia. Dạ vô ba thanh âm âm trầm mà nhu hòa, đúng không? Sở dương lắc lắc đầu, lấy tay nhẹ nhàng nhéo nhéo mi tâm, tựa như muốn xua đi cảm giác choáng vắng ở đó. Mạnh mẽ chống đỡ nói, không sai, có một người muốn giết ta. Dạ vô ba ngón tay chậm rãi dùng một loại nhịp điệu cố định đánh lên mặt bàn, thanh âm hắn càng thêm nhu hòa. Nói, như vậy, người nọ chết như thế nào? Sở dương ánh mắt mở mịt, nhìn ngón tay dạ vô ba, thì thào, mở mịt nói, người nọ là chết như thế nào? Đúng vậy, người kia chết như thế nào? Dạ Vô Ba ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Sở Dương. Người kia? Người kia rất đáng sợ. Trong ánh mắt Sở Dương lộ ra một tia kinh hãi. Đáng sợ, nhưng đã chết. Trong ánh mắt Dạ Vô Ba lóe ra hồng quang quỷ dị. Đúng vậy, đã chết. Chết như thế nào? Dạ Vô Ba không hề nóng vội hỏi, "Ta, ta không thể nói." Sở Dương ánh mắt dần dần tan rã, từ góc độ Dạ Vô Ba nhìn tới, có thể thấy rõ trong mắt của Sở Dương đang phóng đại, hiển nhiên là thần thức đã không thể tự động điều khiển. Sở Phi Long cũng khẩn trương lên. Dù sao, đáp án Sở Dương sẽ cho hắn biết bí ẩn lớn nhất trong lòng hắn. Phía sau Sở Dương, rốt cuộc là ai? Dựa vào cái gì có thể làm cho chấp pháp giả cúi đầu? Dựa vào cái gì có thể liên tiếp hóa nguy thành an? Hắn khẩn trương nhìn chăm chú vào Sở Dương, dựng lỗ tai lên, không buông tha một chữ nào. Lại có thể bỏ qua hai đứa con mình đang loạn choạng, chậm rãi gục trên mặt đất hộ vệ phía sau dạ vô ba đem sở đằng hổ cùng sở đằng giao tiếp được làm cho bọn họ nhẹ nhàng nằm trên mặt đất để tránh kinh động thôi miên của dạ vô ba đối với người khác đương nhiên không thể nói nhưng nói với ta lại không sao dạ vô ba ánh mắt lóe ra thanh âm càng ngày càng ôn hòa dù sao hắn tới giết ngươi nhưng hắn đã chết ngươi còn sống đây chẳng phải là sự ình đáng để cao hứng sao quả nhiên sắc mặt sở dương trầm tĩnh lại lẩm bẩm nói đúng vậy là ngươi giết hắn sao Dạ vô ba mềm mỏng hỏi. Không phải. Sở Dương thành thành thật thật lắc đầu, mỗi một lần trả lời, đều có chứa một loại dư âm hoảng hốt. Ừm, không phải ngươi giết hắn. Ta tin ngươi. Dạ vô ba cổ vũ nói. Sở Dương trên mặt lộ ra nụ cười được tín nhiệm. Vậy hắn chết trước mặt ngươi chứ? Dạ vô ba hỏi lại. Đúng vậy. Sở Dương nói, hắn chết rất thảm. Chết rất thảm. Dạ vô ba hứng thú giạt giảo nói, thảm như thế nào? sở dương cười hắc hắc mang theo một loại khoe khoang thần bí dạng như khoái cảm giết được cường giả mặt tươi như hoa nói hắn chúng mai phục ha 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 dạ vô ba trong mắt sáng ngời nói chúng mai phục đúng vậy chúng ta rất nhiều người đồng thời ra tay tên kia cho rằng ta cái gì cũng không có trong lòng tràn đầy đắc ý bị chúng ta đồng thời công kích sở dương chân thật cười nói nói tới đây bốn vị hộ vệ của dạ vô ba trên mặt đồng thời có chút dữ tợn có chút kích động Mã Lão Tam, ngươi bị giết như thế nào, chân tướng sẽ rõ ràng, các huynh đệ báo thù cho ngươi. Lợi hại." Dạ Vô Ba khích lệ nói, "Cái mưu kế này thật sự là rất tốt, bất quá, cái mai phục này là bày ra trước." Sở Dương cho hắn một cái liếc mắt xem thường, vô nghĩa, nếu là mai phục, đương nhiên là phải bày ra trước. Dạ Vô Ba buồn bực nói, "Nhưng ngươi sao lại biết có người muốn giết ngươi?" Phải biết rằng loại cao thủ này sẽ không thể dễ dàng bại lộ hành tung cùng mục đích. Sở Dương nhất thời vui vẻ Nói, vấn đề này, đối với người khác đương nhiên là không thể, nhưng với ta mà nói, lại hoàn toàn không cần băn khoăn. Vì sao? Dạo vô ba thanh âm càng ngày càng nhu hòa, càng ngày càng nhãn nhụi ngay cả ánh mắt cũng càng ngày càng thân thiết, càng ngày càng ấm áp. Ngón tay đánh mặt bàn càng ngày càng nhẹ, thanh âm càng ngày càng nhỏ, lại càng ngày càng rồn rập, gần như rồn thành một hồi. Ngón tay hắn ở mặt bàn thượng đã trở thành một đám huyễn ảnh. Chúng ta có nội tuyến. Sở dương khoái hoạt nói. Nhất thời sắc mặt sở phi long đại biến, nhất thời cảm giác không ổn, muốn mở miệng ngăn lại. Đồng thời bốn cỗ khí thế quân cấp cao dài không hẹn mà cùng tập trung vào hắn. Tựa như có bốn tòa đại sơn, đồng thời đặt ở trên người hắn, sở phi long ngay cả thở dốc cũng khó khăn. Không chỉ nói nói chuyện, mà tới việc động đầu lưỡi, cũng làm không được. Thì ra là có nội tuyến. Dạo vô ba thoải mái mà nói. Đương nhiên, sở dương hưng phấn, kiêu ngạo, thần bí nói. Người cũng không biết, người khác đều nghĩ, sở ra chúng ta bên trong bất hòa, cho nên có nhiều kẻ đến mua chuộc. Nhất là nhị thúc của ta, giống như vẫn nhằm vào ta, muốn trừ ta cho thống khoái, thật ra. Ha ha, thật ra cái gì? Dạ vô ba thanh âm vẫn nhu hòa như cũ, nhưng hô hấp trong lỗ mũi cũng nhịn không được có chút ồ ồ, trong lòng cũng phát lên một ít nghi hoặc. Thật ra, sở ra chúng ta truyền thừa ngàn năm, nếu dễ dàng bị người khác mua chuộc như vậy thì hiện tại, còn có sở ra sao? Sở Dương kiêu ngạo cười, ngài nói, đạo lý như vậy có phải hay không? Dạ Vô Ba ha ha cười, nói có lý. Sở Dương khâm phục nói, nhị thúc ta chịu nhục nhiều như vậy năm, vì cái gì? Lão, nhân gia hắn thật sự là rất không dễ dàng, rất khổ. Dạ Vô Ba hung hăng áp chế cảm xúc sắp bùng nổ, cảm thán nói, đúng vậy, thật sự là không dễ dàng. Mẹ nó rất không dễ dàng. Chương 858, ta thật sự là quá coi thường ngài. Sở Phi Long bị bốn cỗ lực lượng quân cấp áp chế, căn bản không thể động đậy, vẻ mặt tuyệt vọng, trong mắt tất cả đều là hận ý, cực đoan sợ hãi, hầu như đã muốn phá hủy thần trí của hắn. Hắn biết, chỉ cần Dạ Vô Ba tin lời Sở Dương, mình hôm nay phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng trước mắt, Dạ Vô Ba rõ ràng là đã muốn tin. Dạ Vô Ba tin tưởng, cực kỳ tin tưởng, Dạ Gia Tam trọng đoạt hồn thuật, chính là một trong ba loại bí thuật tra hỏi mạnh nhất của Cửu Trùng Thiên, cùng bí thuật của chấp pháp giả xếp ngang hàng thậm chí còn cao một bậc lấy thực lực quân cấp cửu phẩm của dạ vô ba thi triển tam trọng đoạt hồn thuật đối phó sở dương một thiếu niên không có hề tu vi nếu còn không đạt được tin tức mình muốn hoặc là đạt được tin tức giả dạ vô ba cảm thấy mình nên đào một cái hồ tự chôn xuống là vừa ta rất hứng thú dạ vô ba gõ mặt bàn hứng thú giạt rào dò hỏi vị nhị thúc này của ngươi an bài cạm bẫy như thế nào sở dương trong mắt cũng lộ ra thần sắc mê hoặc cùng sợ hãi tựa như là phát ra từ trong lòng, cạm bẫy, là rất dễ dàng. Nhưng người trước đó cũng không biết, đúng không? Dạ vô ba mẫn cảm phát hiện mê hoặc cùng sợ hãi trong mắt sở dưa, nhất thời cực phi thông minh kết luận, nhưng người trước đó cũng không biết, đúng không? Không. Ai nói ta không biết. Nhưng không ngờ, sở dương lại đưa ra đáp án ngược lại. ô dạ vô ba sửng sốt. Ta chỉ kỳ quái, cạm bẫy nọ, cũng không phải là người sở ra chúng ta. Sở dương mê hoặc mà kiêu ngạo nói, đó là bằng hữu của nhị thúc, bằng hữu nhị thúc ngươi. Dạ vô ba nhất thời trịnh trọng lên, có một loại cảm giác đẩy ra mây mù gặp trời xanh, lại có cảm giác mê hoặc, không nhìn rõ. Mơ hồ cảm giác được, chuyện này còn có ẩn tình. Đúng vậy. Sở Dương nói, tuy rằng thời gian ta trở về gia tộc còn ít, nhưng sở thị gia tộc chúng ta không có loại cao thủ như kiếm đế. Huống chi là kiếm trung đế quân. Lời này nói có lý. Dạ vô ba đối tính kế với sở gia nhiều năm như vậy, há có thể không biết thực lực sở gia, sở ra chưa từng có loại quái vật như kiếm đế xuất hiện hắn gọi là gì dạ vô ba nhíu mày tựa như đang hỏi sở dương tựa như đang tự mình lầm bầm ta chỉ nghe có người gọi hắn thất gia sở dương nói cũng không biết là thất gia nào dạ vô ba sắc mặt chấn động giờ khắc này trên mặt hắn lộ ra một loại khiếp sợ kinh ngạc cùng bừng tỉnh đại ngộ bốn vị hộ vệ thân hình đồng thời chấn động ánh mắt lộ ra thần sắc cừu hận thất ra hai chữ này đối với mấy người là chấn động không nhỏ thậm chí đánh gãy tam trọng đoạt hồn thuật của dạ vô ba, làm cho bốn vị cao thủ bất ngờ không kịp đề phòng, khí thế áp lực cũng thoáng thả lỏng một chút. Chỉ là một chút như vậy, sở phi long liền có thể mở miệng, lên tiếng kêu thảm thiết, thập tam gia, ta là oan uổng, ngươi đừng tin tiểu súc sinh này. Ta ta, ta đối với thập tam gia trung thành và tận tâm, làm cho hắn câm miệng, dạ vô ba sắc mặt âm lãnh, trong ngực phập phồng, một cỗ tức giận nổi lên như núi lửa sắp phun trào một vị quân cấp cao thủ đánh ra một trưởng, bốp một tiếng, khuôn mặt sở phi long xoay hẳn qua một bên, răng cửa đinh đinh rơi xuống. Kiếm chung đế quân, thất ra. Thì ra là thất ra. Dạ vô ba hắc hắc cười lạnh, quỷ hòa trong mắt tán loạn, tiêu thất. Người khỏe. Tiêu thất, người khỏe. Hắn cuồng tiếu một tiếng trầm thấp, dạ vô ba ta quả thật là ngốc tử. Ô oh, ha ha ha. Thất. Ra, kiếm chung đế quân. Tiêu ra, tiêu thất ra. Cùng bối phận với dạ vô ba, ở nhỏ đối si mê với kiếm, ở bên trong cửu đại gia tộc, có một ngoại hiệu vang dội, kiếm si. Dạ vô ba càng nghĩ càng khó chịu, mình tân tân khổ khổ bố trí 18 năm, khống chế Đông Nam sở ra, tất cả đều vì một mục đích, tiêu ra. Tương lai một khi đại sự bắt đầu, thông qua sở ra, làm cho một cái đại bản doanh tiếp viện phía sau tiêu ra hoàn toàn cắt đứt, bế tắc con đường tiếp viện của tiêu ra. Thời khắc mấu chốt, còn có mãnh liệt chém một đao. Đối với một bước này, tiếp theo nên làm như thế nào, phát triển ra sao, dạ vô ba đều có kế hoạch tỉ mỉ, từng bước thực thi, có thể nói là vô cùng cân nhắc. Mấy năm qua, sở phi long dần dần cầm quyền, cũng dựa theo kế hoạch của hắn, chậm rãi lấy được tín nhiệm của tiêu gia, thậm chí đạt được một ít quyền lực thương lộ của tiêu gia. Đang chuẩn bị giúp sở phi long hoàn toàn đứng vững gót chân, toàn lực chống đỡ, tranh thủ mở rộng chiến quả, tương lai từ nơi này cho tiêu gia một kích trí mạng, sao có thể nghĩ đến việc được một tin tức như thế? Sở phi long lại luôn luôn liên hệ cùng tiêu gia, lại còn cấu kết tiêu thất, sát hại trợ thủ đắc lực mã lão tam của mình. Giờ khắc này, dạ vô ba hận muốn hộc máu. Cùng lúc đó, hắn lại nghĩ tới, lúc trước mình đáp ứng sở phi long sở, phái chín vị hoàng tọa đến trung tam thiên ám sát. Chín vị hoàng tọa dạ ra dạ cũng một đi không trở lại. Chẳng lẽ khi đó, cũng là âm mưu của sở phi long. Nói như vậy, dạ ra dạ tự cho mình đang ở thế chủ đạo, tự cho mình là thông minh, lại là bị đối phương từng bước lợi dụng, đem mình từng bước, từng bước đưa vào tử lộ mà mình lại còn đắc ý, giao giạt mà kế hoạch mình tự cho là tuyệt hảo, lại vẫn bị tiêu gia nhìn chăm chú, mỗi một bước đều ở dưới sự quan sát của đối phương. Mà mình còn thật cẩn thận tính toán từng bước, ở trong mắt tiêu gia, chính mình tuyệt đối là một cái tên thiên hạ đệ nhất ngốc tử. Bọn họ nhìn thấy mình dụng tâm như thế, có thể cười vỡ bụng hay không? Nghĩ như vậy, dạ vô ba ngượng đến mức muốn tự sát. Ánh mắt dữ tợn nhìn sở phi long, dạ vô ba, cả chân cũng run lên lấy tu vi của hắn lại có thể biểu hiện thành như vậy có thể thấy được sự nhục nhã này cao tới mức nào sở phi long tốt lắm tốt lắm tốt cho một vị sở nhị gia tốt cho một vị sở nhị gia chịu nhục dạ vô ba gật đầu thật mạnh ta thật sự là coi khinh ngài ta cũng thật sự là quá coi thường ngài sở phi long tuyệt vọng nhìn hắn trong mắt tràn đầy cầu xin cũng nói không nên lời bên kia sau khi tam trọng đoạt hồn gián đoạn sở dương mềm nhũn nằm trên mặt bàn tựa như đã hôn mê bất tỉnh đây đúng là phản ứng bình thường sau khi thi triển tam trọng đoạt hồn thuật. Sở Phi Long, ta thực khó hiểu. Dạ vô ba dùng sức lắc đầu, xương cổ kêu rắc rắc, lại dùng sức gật đầu, dùng sức đến mức như muốn đem đầu mình hung hăng đện lên mặt đất, ta đối với ngươi không tệ. Sở Phi Long cầu xin nhìn hắn. Người chín năm trước, ngươi bị đuổi giết, ta cứu ngươi một mạng. Sau đó mới biết được ngươi là Sở Phi Long. Ta phát hiện ngươi có dã tâm, mới toàn lực giúp đỡ ngươi, cùng đại ca ngươi đánh nhau, vì thế, ta không tiếc vận dụng dạ gia tử sĩ, diệt sát vợ chồng sở phi lăng, đem bọn họ bước đến hạ tam thiên, thê ly tử tán, chưa gượng dậy nổi. Mà ngươi, cũng thuận thế nắm giữ quyền lực sở ra. Dạ vô ba hắc hắc tự diễu cười lạnh, sau đó, bên trong sở ra các ngươi, bốn vị. Đại quản sự ủng hộ đại ca ngươi, ta gạt bỏ một loạt cho ngươi, dọn sạch toàn bộ chứng ngại. Ngay tại năm trước, ngươi hoàn toàn đứng vững gót chân, cũng bắt đầu hợp tác cùng tiêu gia, dạ gia chúng ta trả giá ba vị cao thủ, thành công làm cho phụ thân sở hùng thành của ngươi bị trọng thương, tiến thêm một bước đem quyền lực tập trung vào tay ngươi. Sau đó lại thừa dịp đại ca ngươi ra ngoài tìm dược, phái ra chín vị hoàng tọa, diệt sát sở phi lăng. Hôm nay, còn tận tâm tận lực tìm cách cho ngươi, quét dọn chứng ngại sở dương cuối cùng. Chuẩn bị cho ngươi toàn diện thống lĩnh sở ra, chủ trưởng quyền to, trở thành gia chủ, chuẩn bị đại sự. Dạ vô ba cắn răng, hít một hơi, hai mắt hung ác nham hiểm trừng trừng, tất cả tất cả, đều là vì ngươi đều là giúp ngươi chuyện của dạ gia chúng ta căn bản còn chưa bắt đầu mà ngươi lại có thể cấu kết tiêu ra dạ vô ba ha ha cười thở ra một hơi lắc đầu ngài thật sự là hảo tâm cơ thật sự là hảo thủ đoạn ta dạ vô ba thực không phát hiện sở phi long ngươi lại có thể là như thế một nhân vật như thế sở phi long ai oán tuyệt vọng nhìn hắn trong mắt đã biến thành một mảng cho tàn hắn biết xong rồi mình hoàn toàn xong rồi dạ vô ba ngay cả một chút cơ hội biện bạch cũng không cấp chính mình. May mắn ta phát hiện sớm a. À. Dạ vô ba lắc đầu, may mắn, bằng không. Mấy thanh xương cốt của bổn tọa, chẳng phải là bị ngươi chôn ở Đông Nam. Hắn hộc ra một hơi thật dài, gắt gao nhìn sở phi long, đột nhiên trong cổ họng hét lên, không được dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Nhìn tiếp, ta liền móc trong mắt ngươi ra. Sở phi long lo lắng dãy ruộng, nhưng không thể dãy ruộng. Ngươi còn nhìn. Ngươi còn nhìn ta thao con mẹ ngươi còn nhìn. Dạ vô ba nghiến răng nghiến lợi, hai mắt trở thành màu đỏ, rốt cuộc bùng nổ, tay phải vươn ra, hai ngón tay cắm vào hốc mắt sở phi long. Máu tươi bắn tung tóe, hai con mắt bị móc ra ngoài, áp lực bốn vị quân cấp, lại có thể không áp chế được sở phi long phát ra một tiếng kêu thê thảm. Hai cái con mắt treo trên hốc mắt, lăn qua lăn lại, tiếng kêu của sở phi long đã biến thành từng hơi thống khổ. Hắn lại bị áp chế không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể trầm mặc thừa nhận, khổ hình bị móc mắt. Thậm chí, bi ai nhất là, giờ này khắc này, ngay cả việc ngất xỉu cũng thành hy vọng xa vời. Một bên, sở dương nằm trên bàn thân hình nhẹ nhàng run lên. Trong lòng sở dương, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Một bên, hai tiếng kêu hoảng sợ phát ra, sở đằng hồ sở đằng giao tỉnh lại. Bọn họ hai người bị dư ba tam trọng đoạt hồn làm cho thần trí rối loạn, tinh thần bị quản chế không nghiêm trọng lắm. Nhưng vừa mở mắt ra, lại thấy được một màn khủng bố này, nhịn không được tim mật câu liệt kêu lên thảm thiết. Sở Phi Long nghe con kêu thảm thiết, dãy dụa càng thêm kịch liệt, cũng không biết khí lực đến từ nơi nào, đột nhiên gian dãy khỏi bốn cổ lực lượng áp chế, tuyệt vọng kêu to, "Hổ Nhi, Giao Nhi, chạy mau, chạy mau." Chương 859, không thể táng tận lương tâm. Sở Phi Long biết mình đã xong rồi, nhưng lúc này nghe tiếng con kêu thảm thiết, mới nhớ tới đến hai đứa con cũng nguy hiểm giống như mình. Hắn liều mạng kêu to lên. Bốn vị quân cấp thị vệ đồng thời giận dữ, tăng lực áp chế, nhưng sở phi long tại một khắc này tựa như thông suốt máu tươi trong miệng phun ra bức đứt tâm mạch bạo phát toàn bộ sinh cơ tiềm lực dãy giụa kêu lên trốn trốn chạy đi giáo huấn hắn làm cho hắn câm miệng đừng để hắn chết dễ dàng dạo vô ba sắc mặt âm trầm lạnh lùng hạ lệnh bốn người đáp ứng một tiếng đồng thời xuống tay bên trong quyền đấm cước đá sở phi long kêu thảm thiết không dứt nhưng vẫn có khí lực ra sức kêu to hổ nhi giao nhi chạy mau chạy đi, chạy đi, trăm ngàn phải nhớ, về sau phải, cỗ khí lực cuối cùng của hắn, máu tươi cùng răng bị đánh gãy phun ra, về sau phải làm người tốt, cả đời hắn, dùng hết âm mưu quỷ kế, ngay cả phụ thân đại ca cũng tính kế, Sở Phi Long có thể nói là đem tất cả chuyện xấu toàn bộ làm hết, nhưng ở hắn tự biết mình không may mắn, tự biết mình đã đi tới tuyệt lộ, câu nói cuối cùng, dĩ nhiên là dạy con mình, trăm ngàn lần phải nhớ, về sau phải là một người tốt. Hung hăng giáo huấn hắn, dạ vô ba ánh mắt bất động, tàn nhẫn khoái ý nhìn sở phi long. Sở đằng hổ cùng sở đằng dao hét to một tiếng, nhảy dựng lên hướng bên ngoài vọt đi. Dạ vô ba bàn tay duỗi ra, cánh tay tựa như đột nhiên dài ra, đã đem hai người bắt trở về, hung hăng ném lên mặt đất. Sở phi long đã không còn hình người, vẫn dãy ruộng, sở dương. Sở dương, bọn họ là đệ đệ ngươi. Bọn họ là đệ đệ ngươi. Van cầu ngươi, van cầu ngươi, van cầu ngươi cứu cứu bọn họ, cứu cứu bọn họ. Ta, ta, ta kiếp sau kết cỏ ngậm vành cũng sẽ báo đáp ngươi, cũng sẽ báo đáp ngươi. Sở Dương trong lòng một mảng dầu dĩ, hắn thậm chí không biết mình nên phản ứng như thế nào. Vừa rồi Dạ Vô Ba đã nói ra hết thảy, Sở Phi Long cả đời này làm việc ác, cha mẹ mình 18 năm khổ sở, mình cực khổ phiêu linh 18 năm bên ngoài, trung kiên lực lượng gia tộc mình bị giết, gia gia bị thương. Hết thảy đều có đáp án, trước mắt tất cả đều là một tay hắn tạo ra, lợi dụng tin tức tình báo của đám ngươi Hàn Tiêu Nhiên, Xa tâm lượng, buổi chiều phân tích một hồi, thành công ly gián, làm cho dạ vô ba cùng sở phi long tranh đấu nội bộ. Cho tới bây giờ, có thể nói là đã đạt được mục đích. Nhiều năm khổ sở như vậy, nhiều năm thống khổ như vậy, trải qua hai kẻ thủ bí ẩn truyền kiếp, tại một khắc này toàn bộ bồi thường, toàn bộ cha ra manh mối. Đại cừu, cũng rốt cuộc báo được. Lẽ ra, hắn phải chút được gánh nặng, hẳn phải rất vui mừng. Hẳn sở dương phải cảm thấy nhẹ nhàng, an ủi. Nhưng trong lòng hắn, cũng không có chút khoái y báo thù nào, ngược lại một mảng áp lực trầm trọng, tựa như linh hồn mình tại một khắc này đang bị khảo vấn, đang chịu khổ hình, trăm mối cảm xúc hỗn loạn, ngọt bùi đắng cay trộn lẫn. Trong phút chốc cũng không biết trong lòng là cái tư vị gì. Dừng tay, Dạ Vô Ba quát lạnh một tiếng, bốn vị quân cấp đồng thời dừng lại. Ta bây giờ mới nhìn đến, nơi này còn có hai đứa con của ngươi. Ha ha ha. Dạ Vô Ba cười một tiếng, ngươi gọi là Sở Đằng Hồ, ngươi gọi là Sở Đằng Dao, hắn tàn nhẫn cười, ta sẽ không chém tận giết tuyệt, nhưng hai người các ngươi, chỉ có thể sống một. Hắn leng keng một tiếng, đem hai thanh kiếm ném xuống đất, cười lạnh một tiếng. Cầm lấy kiếm, đem huynh đệ bên cạnh ngươi giết, lại đem sở phi long giải quyết, người nào làm được là có thể sống. Những lời này đi ra, một mảng yên tĩnh. Ngay cả sở phi long đã tuyệt vọng, thậm chí bốn vị hộ vệ cũng khiếp sợ há hốc mồm. Dạ vô ba nghĩ ra một kế này, quả thực là độc ác đến cực điểm. Dạ vô ba, người đốc lắm, Người độc lắm. Sở phi long thảm thiết kêu lên mơ hồ, trên mặt một mảng dữ tợn. Sở đằng dao nhìn trường kiếm lóe sáng, cả người run run, sắc mặt trắng bệch, lui một bước về phía sau. Sở dương rốt cuộc nhịn không được, sắp nhảy dựng lên. Nhưng tại thời điểm này, biến cố xoay mình sinh. Sở đằng dao hét lớn một tiếng, động tác nhanh nhẹ, nắm trường kiếm trên mặt đất, gần như không có chút do dự, hung hăng đâm một kiếm vào tim, sở đằng dao. Biến cố này, đừng nói là sở dương đương trường khiếp sợ không thể phản ứng, ngay cả người khởi sướng là Dạ Vô Ba, cũng trợn mắt há hốc mồm, thần sắc đầy vẻ ngoài ý muốn. Bốn vị hộ vệ, miệng càng há to. Sở Phi Long hấp hối ủi oải trên mặt đất, chỉ nghe thấy một tiếng giống to, sau đó suy một tiếng, hai mắt hắn đã bị móc ra, cái gì cũng nhìn không được, chỉ ngóc đầu, lo lắng hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì?" Máu tươi suy một tiếng từ trong miệng Sở đằng dao phun ra, trên mặt Sở đằng dao đầy sự sợ hãi cùng khiếp sợ cúi đầu nhìn trường kiếm trên ngực mình, không thể tin ngẩng đầu nhìn ca ca của mình. Ngươi, ngươi, sở đằng hổ trên mặt có rút, run lẩy bẩy nói, đằng dao, chớ có trách ta. Ta không thể giết ngươi, mọi người đều phải chết. Đây là cơ hội của chúng ta, cơ hội duy nhất. Trên đất, sở phi long rốt cuộc hiểu chuyện gì xảy ra, qua một tiếng phun ra máu tươi, đau lòng run, run run, sở đằng hổ. Ngươi, sở đằng hổ cả người run run, chớ có trách ta, cha, ngài thường xuyên giáo dục chúng ta, Nhân sinh trên đời, phải tâm ngoan thủ lạt, có thể xuống tay thì phải xuống tay. Nếu không, ngay cả ăn CT cũng cảm thấy nóng. Đây là sinh mệnh, sinh mệnh mấy chục năm, ta, ta không muốn chết, vậy, vậy ngươi liền giết ta. Sở Đằng do đồng tử tan rã, cố hết sức hỏi ra một câu cuối cùng, đằng dao. Ngươi còn nhỏ, ngươi không biết thế giới này có bao nhiêu thứ để chơi đùa, quyền lợi có bao nhiêu mê người. Sở Đằng hổ nghiêng đầu, thần sắc trên mặt càng ngày càng bất thường nhưng thân thể run run dần dần đình chỉ đằng dao người còn nhỏ ta biết người giết ta sống sót cũng không có ý nghĩa cho nên ta đành phải giết ngươi đằng dao chúng ta là đồng bào một mẹ huynh đệ một nhà ngươi an tâm đi đi ngươi vì ta tranh thủ mạng sống đã có thể mỉm cười nơi cửu tuyền sở đằng dao đờ đẫn nhìn ca ca thần quang trong mắt tan rã rốt cuộc nhắm mắt lại học ra hai chữ hắc hắc sở đằng hổ soát một tiếng đem trường kiếm dính màu rút ra nhìn máu tươi tích tích từng giọt. Thân hình lại run run một trận, xoay người nhìn dạ vô ba, thập tam gia, ngài nói chuyện sẽ giữ lời chứ. Dạ vô ba ánh mắt sâu kín nhìn hắn, cười quái dị một tiếng, hiện tại, cho dù lời nói của ta không tính toán gì hết, ngươi cũng không có biện pháp. Cho nên, ngươi nếu muốn sống, cũng chỉ có thể tin tưởng ta. Hiện tại, giết sở phi long cho ta. Sở đằng hồ ngửa mặt lên trời trầm thấp rít gào một tiếng, cắn răng, thở mạnh, ta muốn sống. Ta tin tưởng ngươi tin tưởng ta vậy giết phụ thân ngươi dạ vô ba trong mắt một mảng lãnh ý sở đằng hổ thân mình run lên kinh ngạc xoay người trường kiếm dính máu chậm rãi nâng lên chỉ vào sở phi long cha xin ngài tha thứ con sở phi long chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở yết hầu nói không ra lời ngươi ngươi khụ 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 tâm tình kích động kịch liệt ho khan sở đằng hổ dẫm lên một vũng máu tươi trên mặt đất đó là máu của phụ thân và đệ đệ hắn để lại một cái dấu chân một bước qua Cha, ta cũng không có biện pháp, ta muốn sống, ngài thành toàn ta đi, ngài dù sao cũng mù." Sở Phi Long lên tiếng khóc lớn, "Báo ứng, báo ứng, ta rất hối hận, ta rất hối hận, ta rất hối hận." Giờ khắc này, hắn nhớ tới mình năm đó hãm hại đại ca, làm cho đại ca Thê Ly tử tán em, đại ca rõ ràng đã hoài nghi mình rất lâu rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy chính mình, trong mắt lại xuất hiện sự đau lòng. Hắn nhớ mình cấu kết người ngoài, làm cho phụ thân bị thương ánh mắt phụ thân nhìn mình trong cũng là một mảng đau lòng sau đó hắn liền cảm giác được mình hiện tại đau lòng sở phi long mất hết can đảm sở đằng hổ đứng trước mặt phụ thân mình sắc mặt liên tục biến ảo càng ngày càng là dữ tợn đột nhiên hét lớn một tiếng cha con đưa ngài ra đi lão nhân ra ngài thuận buồm xuôi gió trường kiếm soát một tiếng đâm thật sâu vào ngực sở phi long chính giữa trái tim Sở Phi Long ngay cả nửa điểm ý tứ dễ dụa né tránh cũng không có, cảm giác trường kiếm lạnh lẽo đâm vào người, trên mặt lại lộ ra một ý cười buồn bã, thở dài một hơi thật sâu, làm người không thể táng tận lương tâm, sẽ có báo ứng. Hiện tại, ta thật sự tin rồi. Trong đầu, nhớ tới ánh mắt phụ thân năm đó nhìn mình, Phi Long, ngươi thành thật nói cho cha một câu, đại ca ngươi, có phải là ngươi làm hay không? Không phải. Cha, ta sao có thể làm ra sự tình như thế? Đó là trọng tội. Phụ thân, ta thật không biết ngài sao lại nói như vậy, thực không phải, thực không phải. Phụ thân, con thề, nếu việc này thật sự là ta làm, tương lai ta sẽ chết ở dưới kiếm của con ta." Sở Phi Long trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại một hồi, cũng không biết như thế nào, trong đầu lại nhớ tới cảnh tượng đáng thống hận, tại một khắc này, hắn cái gì cũng không nhớ tới, lại nhớ một màn trước mắt. Sau đó hắn liền thở dài, hắn muốn nói, ông trời thực sự có mắt, báo ứng, nhưng cũng không nói ra được trong cổ họng hắn ủng ục máu tươi, rốt cuộc nuốt xuống một hơi cuối cùng. Thân mình rung động một chút, rốt cục cũng không một tiếng động. Sở đằng hổ cả người run run, trường kiếm lanh keng một tiếng rơi xuống đất, hắn đờ đẫn xoay người, lại lộ ra một chút nịnh nọt tươi cười, thập tam gia, ta có thể đi rồi chứ. Dạ vô ba nhìn hắn, quỷ hòa sâu kín trong mắt chớp động, nặng nề nói, ngươi có thể đi rồi. Sở đằng hổ nói, cám ơn. Vậy mà không nhìn thi thể phụ thân và đệ đệ một cái, quay đầu bước đi, Dạ vô ba nhìn bóng dáng hắn, thâm trầm nói, Sở Đằng Hổ, ngươi rất nguy hiểm, cũng là một nhân tài. Nếu ngươi cùng ta hợp tác, bổn tọa mới yên tâm. Hơn nữa, ta có thể cho ngươi những gì mà phụ thân ngươi có. Tại đây thời điểm này, Dạ vô ba lại có thể đưa ra mời chào, trong mắt lại lóe ra sát khí cùng cố kỵ. Hiển nhiên, Sở Đằng Hổ tàn nhẫn âm độc, độc ác không từ thủ đoạn, cả cầm thú cũng không bằng, làm cho vị Dạ gia thập tam gia này cũng cảm thấy nguy hiểm chương 860, giết người ở Đông Nam, ngươi có hỏi qua ta chưa? Sở đằng hồ là dạng người như thế, đã không có chút nhân tính nào, giống như một con rắn độc, bất cứ kẻ nào nhìn thấy, cũng sẽ không rét mà run. Nhưng sở đằng hồ dừng một chút, lập tức xoay người lại, quỳ xuống, mong được cống hiến cho thập tam gia. Sự cố kỵ trong mắt dạ vô ba ngày càng đậm, nói, người nói thật tình. Sở đằng hồ nói, vâng, tiểu tử mong được đi theo làm tùy tùng cho thập tam gia, làm trâu làm ngựa cho ngài sai bảo. Vì cái gì? Ở trên đời, đơn giản là quyền thế mỹ sắc, rất nhiều chuyện người khác không cho được, cần chính mình đi kiếm lấy, đi cố gắng. Mà bây giờ, nếu thập Tam gia cho ta cơ hội này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua." Sở Đằng Hổ nói. "Nhưng ta là kẻ thù giết cha của ngươi." Dạ Vô Ba lạnh lùng nhìn hắn. "Cha ta là do ta giết." Sở Đằng Hổ nói. Dạ Vô Ba nhìn hắn một lúc lâu, vung tay lên, nói, "Ngươi đi đi." Sở Đằng Hổ cung kính dập đầu vài cái nói, tiểu nhân tùy thời tùy chỗ chờ thập tam gia sai khiến. Rồi lui ra ngoài, nhìn bóng dáng sở đằng hồ rời đi, lão giả có chòm dâu dê nói, thập tam gia, cứ cho hắn đi như vậy sao? Vô ba xuất thần nhìn phương hướng sở đằng hồ rời đi. Tiểu tử này, rất nguy hiểm. Lão giả có chòm dâu dê run lên một cái, có một loại rét lạnh phát ra từ nội tâm, cha ruột, đệ đệ ruột thịt của mình, nói giết liền giết. Tiểu tử này là một nhân tài, nếu trong tương lai có thể sống tiếp, có thể sống lâu dài, tất nhiên sẽ là một kiêu hùng. Dạ vô ba nặng nề nói, lúc trước hắn cũng chỉ là một cái bao cỏ, nhưng hôm nay, mới chính thức mở ra tâm tính kiêu hùng của hắn. Nhân tài như vậy, giết thì rất đáng tiếc. Nhưng thập tam gia, dù sao ngài cũng là kẻ thù giết cha của hắn. Tròm dâu dê nói, trong lòng loại người này, làm gì có kẻ thù giết cha? Dạ vô ba lạnh lùng nói, nếu có một ngày, hắn đầy đủ lông cánh, thực lực vượt qua ta, như vậy hắn sẽ xuống tay đối với ta, hơn nữa không chút do dự. Nhưng ở trước lúc cánh chim của hắn đầy đạn, hắn ở trước mặt ta, thì so với một con chó đều phải nghe lời. Trong mắt dạ vô ba lóe ra ánh sáng âm độc, nếu dùng tốt tiểu tử này, đây là một con chó điên. Hơn nữa là chó điên vô cùng nghe lời. Chó điên này, so với sở phi long còn hữu dụng hơn. Dạ vô ba nặng nề nói. Lão giả có tròm dâu dê do dự một hồi, rốt cuộc nói, thập tam gia, ti chức cảm thấy, chuyện của sở phi long, tựa như không có đơn giản như vậy. Dạ vô ba nói, hả? Tròm dâu dê nói một cách do dự, lúc ấy, chúng ta đều tức giận, thập tam gia ngài cũng thế. Nhưng, chúng ta từ đầu đến cuối, cũng không có cho sở phi long cơ hội biện bạch. Cứ như vậy làm cho hắn đã chết, hiện tại nhớ tới, không khỏi có chút, lo lắng. Dạ vô ba nhướng mày, trầm ngâm hẳn lên. Nếu sở phi long thật sự có quỷ, làm sao sẽ để cho con mình dẫn sở dương tiến đến? Lão giả có tròm dâu dê nói, điểm này, có chút khó hiểu. Ngươi nói là, ta dễ tin lời nói của một bên." Dạ Vô Ba chậm rãi hỏi, khi nổi giận, hình như trong lòng có chút trống rỗng, sự giận dữ của Dạ Vô Ba cũng đã theo cái chết của Sở Phi Long mà dần dần hạ xuống, đầu dần dần linh hoạt lên, trầm ngâm nói, "Đúng vậy, hình như có một chút không ổn." Vừa nói, hắn cũng suy nghĩ kỹ lại, chậm rãi nói, "Dưới Tam Trọng Đoạt Hồn thuật, có thể nói dối hay không nhỉ?" Vấn đề này, tất cả mọi người không có ai cũng trả lời được, bởi vì Tam Trọng Đoạt Hồn thuật chỉ có đệ tử dòng chính của dạ gia mới có thể tu luyện bốn người khác mặc dù biết uy lực thật lớn nhưng cũng không biết môn công pháp này đến tột cùng là như thế nào dạ vô ba trầm ngâm suy nghĩ một lần nói dạ gia ta thành lập đã vạn năm tam trọng đoạt hồn thuật từ trước kia đã là lợi khí lớn nhất cho tới bây giờ đều không có sai lầm tại sao có thể có sai lầm tuyệt đối không có sai ánh mắt dạ vô ba mãnh liệt nhìn lão giả có chòm dâu dê đột nhiên lạnh lùng nói người nghĩ như thế này là hoài nghi ta thi pháp thì thực sự là không đúng tuy rằng tâm cơ của dạ vô ba linh hoạt nhưng cũng bảo thủ giờ phút này một chút nghi vấn trong lòng hắn bị sự tự tin mãnh liệt hoàn toàn che giấu nói như vậy tên còn lại nói chuyện này quả nhiên là tiêu ra làm mã lão tam cũng thật sự là do tiêu thất giết dạ vô ba lạnh lùng nói trừ bỏ tên tiêu thất khốn kiếp đáng chém ngàn đao còn toàn bộ đông nam khu chẳng lẽ còn có kiếm trung đế quân thứ hai lão giả mặt ngựa thầm nghĩ, tiêu gia cũng không chỉ có một mình tiêu thất là kiếm trung đế quân, hình như tiêu gia còn có vài vị lão tổ tông, có tu vi rất cao so với tiêu thất tu vi, cũng đều kiếm đế. Nhưng hoài nghi trước đã bị trách cứ một chút, giờ phút này nếu mình nói ra, chỉ sợ càng không có quả ngon để ăn, đành phải nuốt vào trong bụng. Vậy, tên sở dương thì xử lý như thế nào? Tên còn lại chỉ vào sở dương đang tựa trên bàn, khe khẽ hỏi. Giết! Dạ vô ba nói mà không chớp mắt một chút nào lão giả mặt ngựa đáp ứng một tiếng, sẽ xuống tay. Mới vừa rồi bị chỉ trích một chút, giờ phút này, đương nhiên phải biểu hiện. Giết! Tâm địa độc ác quá đi! Một âm thanh trầm chậm truyền từ ngoài vào, dạ vô ba, chẳng lẽ ngươi muốn diệt tộc sở ra ở ngay đây à? Một câu nói kia cũng không nói lớn, nhưng năm người dạ ra dạ ở trong phòng, lại đồng thời cảm thấy bị choáng một chút. Hiển nhiên, tu vi người vừa tới cực cao, đã kinh hãi thế tục. Tuyệt đối là thánh cấp, ánh mắt dạ vô ba co rút lại, quát, là ai? Cửa ra vào mở ra nghe két một tiếng, hai người đứng ngay trước cửa, một lão giả đứng trước, mặt mày nhãn nhụi, khuôn mặt giống như khối sắt cứng ngắc, gương mặt ngay ngắn, mũi thẳng mồm vuông, không giận mà tự có uy nghiêm. Đứng thẳng nột chỗ mà tự nhiên có một loại tư thế sát phạt quyết đoán, thiết diện vô tư. Lão giả này vừa mới nói, tóc đen thui, mặt sắc trắng nõn, làn da cũng có chút bóng loáng, có thể nói là trung niên nhân. Ở phía sau hắn, chính là chấp pháp đường thống lĩnh ở đây, sát tâm lượng, Ánh mắt Hàn Tiêu Nhiên bình thản, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên đi đến. Sa tâm lượng đi theo sát ở phía sau hắn. Ánh mắt Dạ Vô Ba co rút mạnh lại, trong mắt lộ ra vẻ cố kỵ cùng khó hiểu, nguyên lai là Hàn tổng chấp pháp đại nhân tự mình đến. Dạ thập Tam, thật sự không ngờ. Hắn nói ra những lời này, bốn thị vệ đều chấn động. Thì ra là hắn, lão đại của toàn bộ chấp pháp giả dạ ở Đông Nam Thượng Tam Thiên. Hàn Tiêu Nhiên, khó trách Dạ Vô Ba cũng tự xưng thành Dạ thập Tam, nếu là lúc trước đó là việc mà người khác nói một câu thì Dạ Vô Ba đều phải tức giận. Ừm, Dạ Vô Ba, lần này ngươi đến Đông Nam chính là vì giết người. Hàn Tiêu Nhiên chậm rãi đi tới, nơi đi qua, thi thể cùng máu tươi trên mặt đất tự động tách ra, lộ ra mặt đất bóng loáng. Hắn hừ lạnh một tiếng, một tiếng cười lạnh, ngươi thật lớn mật. Ở Đông Nam giết người, ngươi đã nói với ta chưa? Dạ Vô Ba cười làm lành nói, chức tước của tổng chấp pháp đại nhân thực sự không nhỏ, tiểu đệ chính là chịu không nổi. Hàn Tiêu Nhiên phất ống tay áo một cái thế hai người trên mặt đất kia ngươi giải thích như thế nào dạ vô ba cười ha ha vừa rồi tổng chấp pháp đại nhân chắc cũng nghe được hai người kia chính là người của chúng ta lại phản bội ta ta chỉ đang xử lý phản đồ cùng giết người không hề có quan hệ hắn mỉm cười nói nếu sớm biết rằng tổng chấp pháp đại nhân ở bên cạnh tiểu đệ cũng sẽ không liều lĩnh như thế xử lý phản đồ sắc mặt hàn tiêu nhiên lạnh lẽo giơ lên một ngón tay chỉ chỉ sở dương thiếu niên này cũng là phản đồ của các ngươi dạ vô ba gọn gàng nói cái này không phải nếu tổng chấp pháp đại nhân ra mặt tiểu tử này tại hạ liền bỏ qua cho hắn cũng không sao chỉ là buông tha hàn tiêu nhiên cho mày trong lòng dạ vô ba nói thầm một trận tên hàn tiêu nhiên này rốt cuộc muốn làm cái gì sao có vẻ như không muốn buông tha vậy nhưng bất kể như thế nào tại khu vực đông nam hắn gặp được hàn tiêu nhiên dù có bản lĩnh thông thiên cũng tuyệt đối không dám lỗ mãng dạ vô ba rất rõ ràng đừng nhìn mình chính là người của dạ gia cái thân phận này vô cùng tôn sùng mà ngay cả vài cái tổng chấp pháp của chính khu vực lớn khác trong thiên hạ nhìn thấy chính mình cũng cố kỵ một chút uy thế của dạ gia nhưng tên hàn tiêu nhiên trước mắt này lại là một trường hợp đặc biệt hàn tiêu nhiên bắt người giết người chưa bao giờ xem gia tộc không nhìn thế lực chỉ nhìn tội trạng nếu hắn cho rằng nên bắt nên giết như vậy không chỉ nói mình chính là dạ thập tam cho dù là đại ca đang làm gia chủ đến nơi này chỉ sợ hàn tiêu nhiên cũng sẽ bắt lấy không tha người này chính là một kẻ vũ phu cho nên dạ vô ba mới có thể biểu hiện vô cùng thành thật như vậy bởi vì chỉ cần hàn tiêu nhiên ra lệnh một tiếng hôm nay coi như là mình có thể chạy trốn khỏi chỗ này nhưng có mọc cánh cũng tuyệt đối bay không thoát khỏi đông nam như vậy ý của tổng chấp pháp đại nhân là dạ vô ba nén giận người giết người ở chỗ của ta cần phải cho ta một cái lý do chính đáng hàn tiêu nhiên thản nhiên nhưng cũng thật sự không thể phản bác còn có Người giết người của sở gia, mặc dù sở gia chỉ là một cái tiểu gia tộc, nhưng cũng là thế lực chịu sự bảo hộ của chấp pháp giả. Người dựa vào cái gì mà giết? Người dụ dỗ người khác làm gián điệp, sự tình bại lộ liền giết người diệt khẩu, lại dám nói là đang xử lý phản đồ. Ánh mắt hàn tiêu nhiên tràn dày vẻ lạnh lùng nhìn dạ vô ba, dạ thập tam, ta thấy, người theo ta trở về nhà là tốt nhất. Đi về nhà, ngay lập tức vẻ mặt dạ vô ba trở nên dối rắm. Đường đường là dạ thập tam của dạ gia, nếu bị chấp pháp giả bắt trở về nhà chuyện chê cười này sẽ rất lớn sau này mình làm sao có thể diện đi ra gặp người vậy tổn thất của tổng chấp pháp đại nhân tại hạ bồi thường là được dạ vô ba cắn răng một cái nói tổng chấp pháp đại nhân nói phải gì thì ta sẽ làm thế chỉ cần hôm nay tổng chấp pháp đại nhân mở một mặt lưới cho dạ ra ta một chút mặt mũi một vạn tử tinh hàn tiêu nhiên thản nhiên nói không thành vấn đề dạ vô ba sảng khoái đáp ứng Dạ vô ba biết, nếu Hàn Tiêu Nhiên khai ra giá như vậy, cho dù mình hơi do dự, chỉ sợ bị bắt về nhà là chắc chắn rồi. Cho nên, căn bản không có nửa điểm do dự, một lời đáp ứng, sau đó, ta sẽ đem một vạn tử tinh đưa đến chấp pháp đường, tốt. Hàn Tiêu Nhiên nói, tâm lượng, tí nữa tử tinh được mang tới, ngươi mang cho sở ra 5.000. Sa tâm lượng không người nói, thuộc hạ tuân mệnh. Hàn, Tiêu Nhiên quay đầu, nhìn dạ vô ba, chuyện của sở ra, lão phu dọn dẹp cho ngươi, ngươi đi đi trong lòng dạ vô ba thầm mắng sở ra có thể có chuyện gì cho dù là sở ra biết chẳng lẽ còn dám tìm dạ gia ta tính sổ hay sao làm gì cần ngươi đi giải quyết nhưng mặt ngoài cũng phải cung kính nói một khi đã như vậy liền phiền toái hàn tổng chấp pháp rồi đại ân đại đức sau này sẽ hậu báo bốn người dạ gia cũng đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi hướng hàn tiêu nhiên chào tạm biệt nối đuôi nhau đi ra ngoài giống như là một đám quân bị đánh bại nhìn mọi người đi xa Hàn Tiêu Nhiên vỗ bả vai Sở Dương, còn giả bộ cái gì nữa? Mọi người đi rồi.